Trên đời này nó nhiều pháp lắm, nhiều con đường lắm. Có những con đường nó đưa mình đi tới cái chỗ gì? Cái chỗ sa đọa, cái chỗ lỗi lầm, cái chỗ bế tắc. Chứ đâu phải đường nào nó cũng đưa mình đi tới cái chỗ thông dông. Cho nên Kinh Pháp Cú mới có câu: đường này đến Niết Bàn, đường kia tới thế gian. Ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Có những đường nó đưa mình tới Niết Bàn, nhưng mà cũng có đường nó đưa mình tới. Thí dụ quý vị đổ một con đường, đổ đường qua đây, mỗi lần đi 2 tiếng rưỡi, bữa nay đi 12 tiếng. Nhưng mà trên đường đi nó mệt vô cùng. Nào là trễ chuyến bay, nào là bị hủy chuyến bay, nhưng mà quyết chí đi. Tại vì mình biết rằng cái chỗ mình đi tới đó là một con đường. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê. Nhưng mà mình phải rõ con đường đó là gì. Thì Pháp Hòa mới suy nghĩ, cái chai đó nó có rõ ràng, nó có chỉ dẫn mà. Nó rõ ràng, nó nói để cho cái gì, sử dụng cho cái gì, mà nó còn để một câu bự tổ bố nữa: keep out of rich children. Để xa tầm tay trẻ em. Mình không đọc kỹ, phải không? Cái gì mà nghe không kỹ, biết không tới, thì đây là cái họa. Phật Pháp cũng như thế. Nếu mà chúng ta học Phật mà chúng ta hiểu không hết, không tường tận. Cho nên tại sao chúng ta gọi là tinh tấn? Chữ tấn là tiến tới. Nhưng mà nếu chúng ta cái hiểu của mình nó không có tinh tường, làm sao mình siêng năng được? Thí dụ mình nói là mình biết rằng càng ngồi thiền, càng niệm Phật, tâm mình càng sáng, lòng mình càng định, biết rõ điều đó. Cho nên ai có nói gì nói, mình vẫn tinh tấn trên con đường niệm Phật của mình, trên con đường tụng kinh, trên con đường tu tập của mình. Tại vì người ta chưa có nếm được nó thôi. Người ta chỉ đứng ngoài, người ta nhìn mà. Mình đã là người nếm cái đó rồi mà mình vẫn bị người ta đẩy mình ra thì mình dở, chứ không phải người ta giỏi. Pháp Hòa hay nói câu đó: khi mà mình đã bị người khác bắt bẻ những giáo lý của mình mà mình không biết đường trả lời, mình lại mình nói thầy, thầy cái ông đó ông giỏi lắm, thầy ông ngoại đạo mà không biết Phật Pháp hết trơn. Trời ơi, nói một câu vậy đó. Người ta ngoại đạo mà ta biết Phật Pháp, còn mình là nội đạo mà không biết gì hết. Vậy là mình dở hay người ta giỏi? Mình dở. Mình là dở là tại vì mình là Phật tử mà không biết bổn phận của Phật tử, không biết cái chuyện của Phật tử. Mình bây giờ là người xuất gia mà không biết việc làm của người xuất gia, mà đi xuất gia mà vẫn làm chuyện thế gian, thì làm sao mình thành tựu được cái gì? Cho nên 30 phút hồi sáng Pháp Hòa ngồi không có phí. Quý vị ngồi thiền là mình có cái đề mục. Nếu mà hôm nào mình không có chuyện gì để quán hết thì đề mục của hơi thở mình là của thiền của mình là gì? Là hơi thở. Thở vào biết con đang thở vào. Thở ra biết đang thở ra. Thở vào con còn sống, thở ra con hạnh phúc. Thở vào con đang ngồi với tăng thân. Và con biết rằng con chỉ còn 7 ngày nữa được ngồi như thế này thôi. Sau 7 ngày này con về con chạy. Con chạy mà không phải chạy thường nữa, chạy dắt giò lên cổ. Phải không? Vậy thì những lúc mình ngược ngồi như thế này, tại sao không ngồi? Lại để tiếp tục cho cuộc sống của mình nó rong ruổi nữa. Khi mình không cần phải sử dụng cái đầu mình nó chạy nhảy, nó suy tư nữa. Có những vị nha, ngày hôm qua khuya mới tới đây, lý do là vì chuyến bay bị hủy, nhưng quyết chí đi. Nhưng mà cũng đâu có đi nhiều đâu, đi 2 ngày à. Thành thử nếu mà ở đây mà ở 2 ngày này nữa đó mà không yên ổn nữa thì nó uổng, phải không? Cho nên đến đây thì ở lại đây, khi nào bén rễ lên cây thì về. Thật ra quý vị cứ nghĩ, trời ơi, nếu mà thầy nuôi 500 người này mà ở suốt đời. Quý vị đừng lo chuyện đó. Đừng có lo chuyện đó.
Mình có tu không có sợ đói. Không phải mình tu vì miếng cơm nha, nhưng mà thật tình mà có tu là không đói. Người ta ở đâu người ta biết mình tu, người ta không tu được người ta cũng gửi về người ta cho mình, tại vì người ta tùy hỷ với cái tu của mình. Như vậy quý vị nhớ là người ta gửi về cho mình tu, chứ không phải ta gửi mình ăn no gây lộn. Mấy cái chuyện này Pháp Hòa nói hoài rỉ rả trong chùa vậy. Phật tử nuôi mình tu nha, không Phật tử có nuôi mình gây lộn à. Có bao giờ Phật tử gửi cái thơ về nói con dành dụm chút ít tịnh tài gửi mấy thầy ăn no thay gây lộn không? Đâu có đâu. Lúc nào Phật tử cũng chúc một câu: chúc quý thầy tu hành tinh tấn, mãi làm ngọn đèn cho chúng con. Trời ơi, mình đọc mấy này mình nhột muốn chết vậy đó. Cho nên nó đừng có nghĩ rằng mình ngồi thiền là để cái đầu mình nó trống rỗng. Nó trống cái vọng niệm thôi, chứ còn mỗi ngày mình vẫn chánh niệm. Chánh niệm là mình biết cái mình đang ở đâu, đang làm gì. Đi biết mình đi. Cho nên nếu mà Pháp Hòa sẽ thấy một vị nào ôm bình bát mà đi từ phòng mà đi ra khoan thai, đi không nói chuyện, đi rất là hạnh phúc, Pháp Hòa hạnh phúc hơn quý vị nữa. Tại Pháp Hòa biết rằng những gì Pháp Hòa mong quý vị làm, quý vị đã làm. Pháp Hòa đi ngang phòng nào 10 giờ rưỡi, 11 giờ mà nghe im ru không có nói chuyện, Pháp Hòa vui hơn gì nữa. Tại vì biết ngủ rồi, nghĩa là ngày mai đủ tinh thần nghe Pháp, chứ không phải ngồi đó thầy nói hay quá. Nhiều khi trong cái đạo tràng á, mình nhìn các bác lớn tuổi á, có bà cụ ở San Jose 94 tuổi vẫn lặn lội qua đây tu. Mình 49 tuổi không tu. Người ta 94 tuổi mà người ta tu. Vậy thì bà cụ lớn tuổi đó đó vẫn là để một đề mục cho mình tư duy và quán chiếu và sách tấn mình. Sách tấn là gì? Là khuyến khích mình cho mình có một cái sự siêng năng lên. Rồi bà cụ á, nhìn mấy chú tiểu nhỏ nhỏ chạy vòng vòng vậy đó, trời ơi nhỏ kiểu này giờ này ở nhà ăn ngủ nè, mà nó chịu khó nó vô đây nó tu nè, mà già cỡ 94 này không chịu tu còn làm gì nữa giờ. Thành thử ra bà già nhìn đứa nhỏ cũng tu, đứa nhỏ nhìn bà già cũng tu. Vậy thì mình đến đây mình tu, nó đúng nghĩa rồi. Và chính cái hình ảnh người lớn tuổi đó là cái duyên để cho mình tỉnh, gọi là duyên giác. Cái duyên cho mình tỉnh. Rồi mình bà già thấy một đứa nhỏ biết tu thì đứa nhỏ đó là cái duyên cho bà già giác ngộ. Ngày hôm qua có một em nhỏ nó hay đi theo quý thầy, quý vị biết đó, hồi trưa này nó dẫn thầy Văn ra đó. Con bữa hôm kia thầy mới nói với nó là con đi ra hỏi mượn mấy cô cái đồ cắt móng tay dùm cho thầy. Và ảnh nói sao cái mấy cô nói con đi vô con thỉnh thầy ra đi để mấy cô cắt dùm cho thầy, chứ thầy run vậy sao thầy cắt. Nó đi vô nó nói sao không biết nữa. Thầy nghe là thầy ơi thầy viện chủ cần thầy. Trời ơi, thầy run rẩy nghe thầy viện chủ mà nó còn thêm câu nữa chứ. Có luôn thầy Pháp Hòa nữa. Nói trời ơi, hai ông lớn mà kêu thì chắc có chuyện rồi. Mặc áo rồi vô đàng hoàng. Đi qua gõ cửa nửa đêm thầy viện chủ. Thầy viện chủ nói tôi đâu kêu thầy chi. Ông nói trời ơi, mày nghe rõ giùm tao. Tao run quá mà mày bắt tao đi kiểu này. Thật ra đó quý vị không, có nhiều khi mình phải vô trong chánh điện á, mình đọc lên xin quý vị nào có phone quan hệ tắt, còn nếu quý vị không tắt thì xin hãy để chế độ rung. Pháp Hòa ngồi nghe và nói khỏi để, ông thầy Pháp Ân ông rung tự nhiên. Kêu để điện thoại chế độ rung, thầy Pháp Ân rung tự nhiên.
rung không cần, không cần bấm đó. Thưa đại chúng, những cái câu chuyện đó là những câu chuyện vui trong chùa. Mà chính cái niềm vui đó, nó là gì? Nó nuôi dưỡng người tu mình, phải không nè? Hồi nãy có một thầy trẻ vô thăm Pháp Hòa. Ê, Pháp Hòa đang ngồi, cái thầy lại thầy ngồi kế bên. Pháp Hòa mới dỗ dỗ tay hỏi sao. Mấy huynh đệ mấy ngày nay sống vui, tụi con vui lắm. Anh em tụi con rất là vui, mà thương nhau lắm. Rồi một thầy trước khi Pháp Hòa ra giảng, một thầy bước vô. Sao con, mấy anh em làm việc có vui không? Dạ, hơi mệt mà vui. Pháp Hòa luôn luôn hỏi thăm. Mà thầy nào 2-3 ngày mà chưa kịp ôm cái, đây mình lại cho thầy ôm cái, mấy ngày nay chưa được ôm. Cái đó là cái tình thầy trò. Và cái đó là cái tình trong chùa mình nuôi dưỡng nhau. Tại vì mình đi tu, mình bỏ cha bỏ mẹ, trốn sang quê người. Mình đi, mình xa rời hết những cái người thân của mình. Mình chỉ còn một cái tình thân duy nhất, đó là tình ở trong chùa. Cho nên Pháp Hòa nghe các thầy sống hạnh phúc, Pháp Hòa vui lắm. Pháp Hòa thấy quý thầy làm việc mệt, nhưng mà gặp nhau vẫn dẫn được, đó là tốt. Còn gặp nhau mà quảo đeo, nhăn nhó mà không vui, thì tự nhiên mình là người chủ sĩ mình cũng không vui theo. Nhiều khi mình suy nghĩ tại mình bày mà con nó cực. Thành thử nhiều khi thấy con mình, Pháp Hòa luôn luôn, khi mình được làm việc cho chúng mà mình thấy đại chúng tu hạnh phúc á, là niềm vui của mình đó con. Pháp Hòa luôn luôn nói với mấy thầy như vậy. Con chịu cực một chút, nhưng mà con tạo được cái duyên cho các vị đi tu, các vị tu tập, đó là niềm vui của mình. Người tu mình chỉ lấy cái đó làm vui thôi. Và thưa đại chúng là, cho nên hồi sáng Pháp Hòa nghĩ rằng mấy ngày nay quý vị nghe Hòa Thượng Giáo Thọ dạy, mình tu mà không, mình làm Bồ Tát mà không phát tâm Bồ Đề thì đâu có được. Chứ mình phải phát cái tâm đó. Chứ cũng xin quay trở lại, bất cứ một cái gì người ta đều dán cái instruction, cái công thức ở trên đó. Xin thưa đại chúng là bây giờ ở đây ai không biết nấu mì gói đâu. Nhưng mà trên mỗi cái bao mì gói, nó vẫn chỉ dẫn cho mình cách nấu đàng hoàng. Bao nhiêu nước, bao nhiêu sôi bao nhiêu, để gói mì vô bao nhiêu. Mì khô thì làm như thế nào, mì nước như thế nào, instruction đầy đủ. Tại mình không đọc thôi. Như vậy mình trở lại cái việc của người Phật tử chúng ta. Đức Phật có để lại đủ hết cho mình những cái information như vậy không? Những cái chi tiết như vậy không? Có không? Có. Nhưng mà tại mình không có học. Nhưng mà mình học cũng không cần mình phải bao quát mình ở phạm vi nào. Mình nên ngâm cứu cái phạm vi đó. Ví dụ như mình là cư sĩ Phật tử, mình sẽ học những cái gì mà người cư sĩ Phật tử cần học. Nhưng mà đặc biệt hôm nay quý vị đã là người xuất gia, mặc dù chỉ là gieo duyên 10 ngày, nhưng 10 ngày này quý vị phải tự nói với mình là người xuất gia. Thậm chí cái cách mình gọi nhau cũng phải nên gọi theo thiền môn. Mình gieo duyên mà, gieo duyên từ cái tên gọi, từng cái tên gọi. Thí dụ như mình gặp nhau, thím, giờ vô đây tu không có thím chú gì nữa hết. Huynh đệ, tỷ muội, đó là mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên trong chùa gặp nhau là sư huynh, nói theo tiếng Việt là sư anh, sư em. Cho mấy thầy hay gọi Pháp Hòa là sư anh, mà mình nói nhanh xanh. Ủa sao thầy thấy thầy tốt quá mà sao thầy cứ kêu thầy xanh vậy? Có nhiều khi mình đi xuất gia, và có nhiều khi mình đi xuất gia mà bao nhiêu năm trời rồi, hỏi mình là gì, mình là sa di. Chẳng hạn quý vị hôm nay là sa di, nam là sa di, mà nữ là sa di ni.
Sa-di là gì? Sa-di là phiên âm từ tiếng Phạn Samanara, và được dịch nghĩa là tức từ. Người Sa-di là người bỏ cái ác, làm cái lành. Chữ tức là chấm dứt, chữ từ là lòng từ bi. Trong cái chữ đó mà nó hai nghĩa đó, dứt cái ác, làm cái lành, gọi là tức từ. Tức từ chứ không phải là tức đừ. Sa-di là tức từ, nghĩa là bỏ ác làm lành. Nghĩa thứ hai là cần sách, siêng năng. Mới vào đạo mà không có siêng thì không thể nào tin mà thành tựu được. Và thưa đại chúng, bất cứ ai trong cuộc đời này, người đó muốn thành tựu mà lười biếng thì không thể nào thành tựu được. Cho nên trên bước đường thành công không có dấu chân của người lười biếng. Người lười biếng là không bao giờ thành tựu được. Cho nên mình tu tập cũng vậy. Đó, bây giờ quý vị, thí dụ bây giờ quý vị đăng ký tu 10 ngày nè, trừ những vị bệnh nha, trừ những vị có bệnh duyên, có vấn đề gì đó. Còn mình là người khỏe, nhưng mà chỉ có cái bệnh làm biếng thôi. Chỉ có cái bệnh làm biếng thôi. Tới giờ ăn cơm mình không ra ăn, ngủ cho đủ giấc rồi lát người ta đi tụng kinh, mình đi xuống bếp mình kiếm ăn. Mình sống đảo ngược như vậy thì làm sao mình tùng với chúng được. Đây, 10 ngày này á, chúng ta thường gọi với nhau là cộng trú. Cộng là chung, trú là ở. Cộng trú nghĩa là sống chung. Và chúng ta cùng tu với nhau thì gọi là cộng tu. Tu chung và sống chung. Mà mình không có làm việc chung, chẳng hạn như mình thấy người đó làm việc là mình nghỉ, mình không làm. Mình thấy người đó đi ăn cơm, mình không ăn cơm. Mà thậm chí người đó nấu mình không ăn, tại vì người đó là người mình không thích. Thì như vậy mình chưa thể hiện được cái chất của chữ cộng trú, cộng tu. Sa-di có ba nghĩa. Hôm qua mình học, bữa hôm mình học xuất gia có ba nghĩa rồi phải không? Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Bây giờ Sa-di có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tức từ, nghĩa là dứt ác làm lành. Nghĩa thứ hai là cần sách, nghĩa là siêng năng. Nghĩa thứ ba là cầu tịch. Cầu tịch là gì? Thích thú chỗ vắng lặng. Thí dụ như quý vị đi ra, đi thiền hành xuống đồi, chỗ Phật Di Đà, đi ra ngồi dưới gốc cây để nghe tiếng chim, tiếng gió, mình im và mình đi thiền hành ở đài Quán Âm, vân vân. Mình tĩnh, mình thích được sự tĩnh lặng. Đó là mình biết rằng mình có cái chất cầu tịch của người tu. Còn chỗ nào buồn mình chịu không nổi, mình cứ hãy chỗ nào có tụ là mình mình tới, phải không? Cho nên thật ra không có gì, cái đó không có tội nha. Nhưng mà nó sẽ có cái lỗi là chúng ta làm mất thì giờ của mình, mất thì giờ cho công phu tu tập của mình. Cho nên cái lời nhắc nhở Sa-di nè: các vị Sa-di được sanh làm người, được gặp Phật Pháp và được tham dự vào hàng ngũ của người xuất gia là một may mắn cho bản thân và gia đình. Thì giờ thấm thoát như tên bay. Quý vị phải siêng năng học hỏi, đừng để tháng ngày trôi đi oang uổng. Đó là mình nói theo người lớn tuổi. Đừng để phí thì giờ và tuổi trẻ. Nói tôi trẻ gì nữa, 80 rồi, 80 vẫn trẻ hơn 90, 90 vẫn trẻ hơn 100. Và lúc nào mình chưa tu, chưa ngộ, chưa tỉnh là còn trẻ. Nhờ mình nói mình trẻ để làm gì? Để mình tiến bộ. Thí dụ mình vô tu, xác mình có già, thân mình có già, nhưng mình còn trẻ lắm trên con đường tu. Chưa biết cách lại Phật, chưa biết cách đi đứng nằm ngồi, mặc dù tuổi đời mình lớn. Cho nên Tổ Quy Sơn cũng quở những cái câu như vậy: nhìn lại thì tuổi đời đã cao, tu hành thì cũng được ít tuổi hạ,
nhưng mà không được gì, uống đi. Cho nên thưa đại chúng là luôn luôn tâm niệm mình chỉ có 10 ngày thôi, không có hơn. Mà thoáng cái 3 ngày rồi, thấy không? Đó, đồng hồ báo rồi đó. Only 7 days. Cho nên sự nhắc nhở cho mình. Cho nên mình á, mình là sa di nè, thì phải biết sa di là gì. Mình là người xuất gia thì phải biết sa xuất gia là gì. Rồi mình phải biết rằng muốn làm được một cái người sa di, một người xuất gia đúng nghĩa, mình phải học cái gì. Thí dụ quý vị thọ mấy giới à, mà thuộc 10 giới chưa à, chưa phải không? Homework, bài tập của mình, viết 10 giới đó ra, ôn. Chưa thuộc cái gì, viết cái đó ra, tự nói với mình 10 ngày này là homework của mình đây. Đi về người nhà mình nói sao? Má đi vô chùa, má tu 10 ngày, má học được cái gì, má nói con nghe. Ôi, có học gì đâu con ơi. Chết rồi. Nói trời ơi, vậy má nói con, má đi tu. Thì tao đi tu, tao tu mày mới được yên mày 10 ngày, thấy không? Thí dụ. Cho mình phải biết. Ngày xưa các nguyên thủy á, truyền thống á, là các vị sa di, các vị xuất gia thuộc 10 giới, hiểu rõ 10 giới là gì, tại sao chúng ta phải làm những điều này. Thí dụ như tại sao không cho mình nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp. Hồi bữa truyền giới cho quý vị, mỗi lần mà truyền giới và thoáng câu, bây giờ giường cao thì có mà rộng lớn thì không. Ngủ giường tầng là cao chứ gì nữa. Nhưng mà tại sao không cho mình cái giường rộng như vậy mà chỉ nằm vừa vặn người mình thôi? Thì cái đó gọi là cái đơn. Tại vì không muốn mình đắm nhiễm. Cho quý vị thấy không? Thường thường á, mình mang đôi giày nào mà vừa chân mình à, đi êm chân nè, là dính đôi giày. Nhờ vậy đó mấy người ta làm giày, ta mới đóng đế giày, ta mới sống nổi. Có nhiều đôi giày nó cũ mềm mà rất vừa chân mình, rất đi rất êm. Cho nên thà là mình có đủ tiền để mua đôi giày mới, nhưng mà giày mới mang không bằng, cho nên cứ đi đổi cái đế, vân vân. Một đôi giày thôi, một cái áo mà nó mặc vừa mình, thấy không? Và thậm chí nó làm ấm mình như thế nào đó, tự nhiên mình cũng có dính mắt, huống chi là cái giường, cái chỗ ngủ. Vì vậy cho nên ngày xưa các vị học 10 giới và thuộc 10 giới, hiểu 10 giới. Nhưng khi Phật giáo truyền sang đến các nước phương Đông, đặc biệt là ở Trung Hoa, thì chư tổ thấy rằng cần phải trợ duyên thêm cho người mới tu. Cho nên Ngài Kiến Nguyệt, Ngài mới dựa vào trong cái bộ kinh Hoa Nghiêm, Ngài rút ra ở trong phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 một số các bài kệ ở trong đó, để làm thành một cái quyển riêng dành cho các vị mới vào đạo. Học để làm gì? Học thuộc để ứng dụng trong mỗi khi làm việc, để mình nhiếp tâm mình ở trong cái đó. Thí dụ như quý vị kệ gì đó, kệ đắp y đó. Kệ đắp y đó là một trong những cái ví dụ vậy đó. Ngoài kệ đắp y ra đó, quý vị còn học thuộc kệ mặc áo vạt hò. Tại ai cũng mặc áo vạt hò hết. Áo Nhật Bình ở mấy ngày nay mình mặc, mình ở trong ngày tu mình mặc đó, thì học cái bài đó. Thí dụ như quý vị học thuộc bài kệ áo tràng, mặc áo tràng. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đêm vui cho trần thế. Mình thuộc bài kệ nào thì mỗi khi mình đụng vào cái đó thì cái bài kệ nó lưu xuất ra. Như vậy thì trong đầu của mình á, thấy cái vật, chạm vào vật mà mình không nghĩ gì hết, mà nghĩ đến cái bài kệ, nó liên quan đến cái vật đó, và nó có cái sự sách tấn mình tu. Vậy có phải là mình nhiếp tâm vào đó không?
mình đâu có chạy đâu nữa đâu. Còn thí dụ như mình cầm cái áo vạt hò lên, trời ơi cái áo này nó không bằng cái áo đầm của tôi ở nhà, hay là không bằng cái áo, tức là cái mình bị rong ruổi. Còn cái này chạm vào cái vật đó. Cho nên cái bài kệ rửa tay rất hay: múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Bài chữ Hán là: sự ngật tụ thủy đương nguyện chúng sanh, đắc thanh tịnh thủ thọ trì thọ chư Phật pháp. Múc nước mà để khi mình xong việc rồi mình rửa tay á, thì nguyện cho mọi người có một bàn tay sạch, lấy bàn tay này để gìn giữ Phật pháp. Tại gìn giữ nghĩa là gì? Lấy thường thường mình muốn cầm nắm cái gì đó thì mình lấy cái tay mình cầm nắm. Nhưng mà hễ tay sạch thì cái việc đó nó mới sạch. Cho nên bàn tay này mình làm được rất nhiều việc. Mình là một người hương đăng ở trong chùa, mình thuộc được cái bài kệ cắt bông: xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Ngày hôm qua có mấy vị đi qua bên niệm ân đường, hoa rừng cắt một bó vậy nè, đem cắm ở trong văn phòng, rất là đẹp. Thành thử quý vị biết rằng thấy nó bên đường vậy đó, không ai thèm ngó nó đó, nhưng mà mình nhìn kỹ lại nó rất đẹp. Xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Mỗi ngày quý vị nằm trong ban hành đường, ban nấu ăn, quý vị đều lặt rau hết, thì có bài kệ lặt rau: mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Như vậy thì suốt ngày mình làm việc, cái đầu mình không có nghĩ chuyện khác. Vậy thì trong khi mình làm việc đó có thiền không? Thiền. Thiền không phải là mình ngồi đây 9 giờ rưỡi hay 5 giờ rưỡi sáng, mà thiền là trong mỗi giây phút mình làm việc, cái tâm mình nó dán vô đó, cái tâm mình đặt vào đó. Cho nên tụng kinh đó, phải tụng thiền. Mà tụng kinh mà tụng thiền rồi, chữ nào mình ngân theo chữ đó. Mình tụng được như vậy á, cái người ở ngoài nghe rụng rời hết, nghe xong muốn đi tu liền. Còn mình tụng sao, nó chờ tôi nghe bà tụng tôi muốn nghỉ tu luôn. Mình tụng như thế nào, cái tâm mình nó gửi vào lời kinh như thế nào, để mà người nghe phát tâm đi tu. Tụng kinh báo hiếu phụ mẫu á, mà mình tụng như thế nào mà người ở ngoài ngồi nghe mà khóc, khóc theo từng những cái tình thương của cha mẹ đối với mình. Cho nên bài hát hay có cần ca sĩ diễn đạt. Ca sĩ diễn đạt mà tới rồi, ca sĩ truyền. Ở dưới này nghe xong cảm, gọi là truyền cảm. Còn mình tụng mình truyền sao nghe bệnh hết trơn, kêu là gì? Truyền nhiễm. Cho các tổ mới thêm cái phần đó. Và cái phần đó được gọi là gì? Tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Chữ tỳ ni á nghĩa là giới luật á. Và cái chữ tỳ ni nó có nghĩa là thiện trị. Lấy cái thiện để đối trị cái ác, lấy cái chánh niệm để đối trị cái tạp niệm. Thí dụ mình cắt hoa mà mình không có nghĩ gì, mình cứ nghĩ lung tung, thì trong khi mình cắt hoa mình đọc cái bài kệ đó để cho cái tạp niệm nó đi. Đây là cái đặc sản của Phật giáo Bắc truyền, chư tổ rút ra. Và bây giờ mình nương theo cái ý của tổ, mình nương theo cái ý của tổ để mình có thể viết những bài kệ nó phù hợp với thời đại của mình sống. Quý vị có thấy bài kệ uống sâm chưa? Bữa hôm Pháp Hòa soạn ra mấy Phật tử cho mấy cái sâm gói đó, Pháp Hòa soạn ra và đổ ra một rổ vậy nè. Nhưng mà sợ người ta không biết cái đó là cái gì,
Thầy Pháp Hòa phải viết 4 câu: Xâm huê kỳ thượng hạng, uống bổ khỏe dưỡng hơi, xin mời người hưởng dụng, tụng kinh rõ từng lời. Viết xong rồi dán ở dưới cái chỗ bàn nước kìa, lát có ai xuống thấy bài kệ đó. Em không có quảng cáo xăm quay kỳ rồi nha. Mai mốt mình phải viết bài kệ ở chỗ cái bàn trà nữa. Trà nước đã sẵn rồi, ta chỉ cần uống thôi. Nước giữ thân tươi nhuận, ta sống đẹp cho đời. Quý vị viết bài này viết lúc nào không? 2 phút trước khi ra đây. Nó còn nằm trên tờ giấy này. Trong khi chờ thầy Nhuận Bình điều hành ngoài này, Pháp Hòa trong đó làm kệ để bàn trà. Bây giờ kệ để dép. Cái này là working hard đó. Ô mình lo. Đẹp chứ chị? Ngay chứ chị? Đẹp chứ chị? Nhưng mà quên dưới này. Nó phải làm sao đẹp ở trên mà đẹp luôn ở dưới. Cái này mới đẹp trọn vẹn. Đẹp ở bên ngoài, đẹp ở trong lòng. Đẹp mái tóc, đẹp bàn chân. Mình có một bàn chân đẹp mà để đôi dép không đẹp. Nó nói lên hết cái tu của mình á. Từng đôi dép ngay ngắn làm xinh xắn đạo tràng, người xếp cũng xinh đẹp, từng cử chỉ nghiêm trang. Mình viết ra mình để ngay chỗ để dép. Viết thêm bài kệ xuống cầu thang nữa. Lên hay xuống cầu thang? Câu thứ hai: bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Quý vị có, mình đi tu thời gian tự nhiên mình là thi sĩ hết. Tại sao quý vị biết không? Nhờ đọc kinh. Nhờ đọc kinh mà làm thi sĩ hết. Pháp Hòa chưa bao giờ có một ngày học làm thơ nha. Nhưng mà đọc kinh là tự nhiên mình biết làm thơ. Tại vì kinh á, văn chương lắm. Đó, cái bài Sám Quy Mạng quý vị học đó, văn chương lắm đó. Mà ý tứ rất hay. Nhiều khi mình ngồi mình làm hoài không ra, mà chư tổ chỉ cần đặt bút xuống thôi. Quy Mạng thập phương điều ngự sư là ca ngợi Phật. Diễn Dương thanh tịnh vi diệu pháp là ca ngợi Pháp. Tam thừa tứ quả giải thoát tăng, có 3 câu thôi mà nói lên được Phật Pháp Tăng. Tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ, rủ lòng xuống thương con. Tổ Quy Sơn cũng vậy. Mà mình tự nhiên mình học thuộc những cái văn đó, cái tự nhiên mình không biết làm thơ, nhưng mà nói ra ta tưởng mình nhà thơ. Tại vì mình nói thơ của các tổ. Mà mình lại, các vị thiền sư của mình toàn là những vị để thơ lại rất nhiều, nhất là thời Lý, thời Trần. Rồi sau này chư hòa thượng của mình đó, dựa vào những bài thơ chữ Hán đó dịch ra tiếng Việt tuyệt vời luôn. Bài nào cũng hay. Quý vị có biết cái bài đệ tử chúng con từ vô thủy phải không? Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần đó. Bài đó của ai biết không? Của Hòa Thượng Làng Mai. Bài đó của sư ông Nhất Hạnh đó. Mà sư ông viết cái bài đó năm sư ông mới có 24 tuổi thôi. Mà viết xong bài đó rồi thì bài đó được đưa vào trong quyển nghi thức tụng niệm. Không Phật tử Việt Nam nào mà không thuộc bài đó. Rồi cái bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A-di-đà, toàn là bài của chư tổ Việt Nam mình hết.
Quý vị thuộc bài Tống Tán không? Không thuộc, nhưng mà thuộc loáng thoáng mấy câu phải không? Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Đó là mấy bài kệ ta, mấy bài sám của tổ Việt Nam mình đó. Rồi quý vị đọc ở trong nghi thức tụng niệm buổi chiều nè. Không? Cái bài mà cái bài mà xưng tán Phật Di Đà đó, thì chư tổ Việt Nam mình cũng đã dịch ra những bài đó. Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Ai cũng thuộc hết phải không? Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Mấy bài đó không cần học đâu, cứ mở ra chiều nào cứ bài tụng xong thời kinh tụng bài sám, xong bài kinh tụng bài sám, một tháng bảo đảm thuộc một bài. Đó là dở. Còn nếu giỏi là vài ngày là thuộc một bài. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa cũng thưa là không phải Hòa khoe, nhưng mà Pháp Hòa nói để đại chúng có cái sự tinh tấn. Những cái bài sám đó Pháp Hòa không hề học, tụng không mà thuộc. Cứ chiều nào tụng thời kinh công phu chiều xong lấy một bài sám ra tụng, rồi ngày mai tụng sám khác, mai tụng sám khác, mà tụng riết nó nhập tâm. Đâu có cần đợi tới ngày vía Quan Âm mới tụng sám Quan Âm. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích cái bài sám Mục Liên lắm. Con quỳ lại Phật Thích Ca, chứng minh đệ tử tên là Mục Liên, lòng con ngộ đạo tu hiền, xuất gia theo Phật cầu nguyện hôm nay. Tại vì Pháp Hòa nhớ có một cái kỷ niệm á, cái hồi ở trong miền Nam á, là người ta tụng sám là người ta tụng có nhịp, hai khánh một mỏ, bon bon cốc, bon bon cốc, cái là con quỳ lại Phật Thích Ca. Bữa đó cái ông chủ lễ đó, bữa đó đi tụng kinh chung cái mùa lễ Vu Lan đó, ông nhắm mắt đánh khánh, ông đánh mà cái khánh ông xoay xoay họ rớt cái bụp. Nó rớt mà nó chui dưới bàn thờ ấy chứ. Ổng cứ gõ xong gõ vô tay, ổng kêu giật mình. Ổng khom xuống mà bữa đó là cười nguyên một cái chùa luôn. Rồi đi tụng kinh đám tang, kêu gia chủ gấp thức ăn. Chén cơm đôn đầy quá. Thằng con nó gấp, mà nó làm con tôm giả đó. Nó gấp cái đuôi, để lên rớt. Cái bà đứng ba bên ấy, thằng này bất hiếu quá. Nó gấp cái đuôi tôm, ba nó ăn sặc. Chỉ vậy thôi là cười. Dạ thưa đại chúng, là những bài kinh á, nãy giờ Pháp Hòa thưa là chư tổ dựa vào kinh Hoa Nghiêm soạn ra cho mình mấy bài kệ chữ Hán trước. Bây giờ mình là Phật tử Việt Nam, có những công việc mình làm, mình có thể sáng tác những bài kệ. Và bây giờ quý vị muốn học kệ tiếng Việt, quý vị lấy cái cuốn Từng Bước Nở Hoa Sen. Ở chùa mình có in cái quyển gọi là Thi Kệ Chánh Niệm. Đó, cái cuốn đó, đó là mình góp lại hết tất cả những bài kệ, có Việt, có Anh đầy đủ. Quý vị mà đem cái cuốn đó về là quý vị có một cuốn gì phải không? Thiền Phổ. Người ta là có Kiếm Phổ, còn mình là Thiền Phổ, là một cuốn kinh thơ thuộc 60 bài, trở thành một thi sĩ biết 60 bài thơ, thuộc kinh, thuộc sám. Thì đó là một phần. Phần thứ hai là các tổ lấy ra thêm cái phần lời dạy của ngài Quy Sơn, làm ra thành một cái giáo án để mà cho các vị mới vào tu học. Thế thì nếu mình là một người đi tu theo Phật giáo Bắc Tông, tức là Trung Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản á, quý vị sẽ được học tổng cộng là 4 bộ luật cho một người đệ tử mới vào tu. Bên Nam truyền thì không có mấy bài kệ này, không có cái lời dạy của Tổ Quy Sơn. Các vị chỉ chuyên vào 10 giới. Nhưng mà thật sự mà nói,
Nếu như mình hành trì 10 giới nghiêm túc, ngay bài kệ này cũng không cần. Tại sao? Tại chánh niệm đầy đủ thì đâu có bao giờ phạm giới. Nhưng mà chư tổ á, sở dĩ các ngài làm là làm gì? Để cho chúng ta có nhiều phương tiện và để cho chúng ta tu tập. Vậy thôi, chứ không phải là mình hay hơn gì hết á. Nhưng mà tại vì con mình dở quá thì mình phải có nhiều phương pháp để hướng dẫn cho con mình. Cho nên đặc biệt là Phật giáo Trung Hoa Việt Nam xài chung một cái hệ thống dạy cho các vị xuất gia. Cho nên các vị nào mà làm sa di phải học thuộc 4 bộ luật: tỳ ni, nhật dụng, thiết yếu, gọi tắt là tỳ ni; sa di luật nghi yếu giải; tỳ ni nhật dụng thiết yếu là gần 100 bài kệ, thi kệ, thiền, chánh niệm phải thuộc lòng. Cái quyển đó được gọi là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Quyển thứ hai gọi là sa di luật nghi yếu giải, nghĩa là chúng ta phải thuộc và hiểu rõ ý nghĩa của 10 giới sa di. Rồi cái quyển thứ ba mình cần phải học á, oai nghi. Oai nghi là gì? Là những cái cách mình đi đứng nằm ngồi để nó giữ cái nét đẹp, cái nghiêm trang của một người xuất gia. Cái đó gọi là oai nghi. Thì cái trên này á, là sa di yếu giải. Rồi phía sau này là luật nghi yếu, tức là uy nghi, nói về cái cách ăn, cách đi, cách hầu thầy, vân vân. Tổng cộng là 24 việc. Trong đó có luôn cả cái việc danh tướng của y bác. Thí dụ mình cầm cái y lên, mình biết cái y mà trơn như vậy gọi tên là gì, rồi thuộc cái bài kệ của nó. Mình cầm cái y năm điều lên, mình biết y này là y ngũ điều, đọc bài kệ làm sao, và y này có bao nhiêu tên. Thí dụ như mình gọi y là mình gọi tắt thôi, còn đúng chữ mình gọi là ca sa. Ca sa gọi là hoại sắc, còn được gọi là phước điền y, nhẫn nhục y, liên hoa y, cứu long y. Nó nhiều tên như vậy. Bát, tại sao gọi là bát? Chữ bát là gọi tắt của chữ phạn, vì chữ phạn đầy đủ chữ là bát đa la. Ngày nay chúng ta gọi tắt của một chữ thôi là bát. Và nghĩa của chữ bát đó là gì? Nếu mình hiểu nghĩa đúng của nó là gì? Ứng lượng khí, dụng cụ đựng thức ăn đúng theo tiêu chuẩn ăn của mình, ăn theo cái liều lượng của mình. Ứng là ứng hợp, lượng là số lượng, khí là một cái vật. Vật mà đựng thức ăn ứng hợp với khả năng của mình gọi là ứng lượng khí, gọi là bát. Và tại sao người tu phải có bát? Tại vì đây là cái vật duy nhất mà người tu giữ để nuôi thân. Tại sao người tu phải có y? Vì tấm y đó giữ để nuôi tâm. Y còn là giới còn, phải không? Quý vị còn tu 10 ngày thì quý vị còn giữ gì? Còn giữ y. Quý vị trở về đời sống bình thường, quý vị phải xả giới. Mà xả giới thì xả y. Như vậy ngày nào mình còn y, nghĩa ngày đó mình còn tu, còn giới. Ngày nào mình không còn tu thì ngày đó y không còn. Cho nên y bác là đôi cánh của con chim, y bác là con mắt của người tu. Mất một là không được. Mất mà mất một thì hỏi mất bác ăn tô được không? Anh ăn cái gì cũng được hết, ăn miếng dừa cũng được nữa. Nhưng mà cái quan trọng nó nuôi cái gì, nó nói cái gì lên đó. Anh quấn cái mền lên, anh kêu cái y cũng được nữa. Nhưng mà anh quấn cái, anh đắp cái tấm y này lên để nó nói cái gì ở nơi thân tâm anh. Cho nên y phải quý, phải trọng. Mình có trọng y thì mình tu hành nó mới có tinh tấn, là vì mình cũng biết quý cái đó thì mình mới tạo được cái duyên đó. Nhiều khi Pháp Hòa mới nói, mấy thầy pháp bảo mình không biết quý cho nên trí tuệ mình nó giảm gì. Thí dụ quý vị có một cuốn sách quý vị không quý, không cất đúng chỗ, tới hồi cần đi kiếm không ra. Đơn giản vậy thôi. Tới hồi muốn tìm cái tài liệu đó không có.
Còn mình có cái tài liệu gì đó mình viết quý, mình cất, mai mốt cần là có liền. Đơn giản vậy. Cho nên mình có trọng pháp, có quý pháp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, quý vị mang cái băng giảng về nhà, hay là mình giờ mình mở YouTube, mình nằm ở nhà mình nghe, không có tội. Nhưng mà so ra mà ngồi đây, mà ngồi vững thân mà nghe pháp, với cái nằm nghe pháp, cái nào mình nghe mình nhớ nhiều hơn? Ngồi nghe. Tại vì ngồi nghĩa là mình thức, mình tỉnh, mặc dù thỉnh thoảng mình có lim dim, nhưng mà 1 tiếng đồng hồ là gom lại lim dim nửa tiếng, cũng còn nửa kiến tiêu mình thức. Còn mình vừa nằm xuống, ông thầy ông mới có 1 tiếng là mình đi mất rồi. Ông mới hỏi ngày mấy là mình đã đi trước ông. Thật ra không có tội. Tại vì sao? Hai cái đó khác nhau. Mình giữ trong đạo tràng, ngồi ngay ngắn nghe pháp. Còn ở nhà mình, đây là cái vật để nó thu, nó phát lại thôi. Cho nên mình có nằm mình nghe cũng không phải là mình bất kính, nhưng mà tại vì cơ thể mình nó mệt, sau một ngày làm việc mình muốn nghe pháp nhưng mà ngồi không nổi nữa, cho nên mình nằm mình nghe. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà tiếp thu thôi, thì làm sao mà tiếp thu bằng mình ngồi nghe được? Rồi bây giờ quý vị ngồi thiền á, quý vị không có cái bồ đoàn á, ngồi không có lâu bằng mình ngồi có. Ví dụ ai không có rồi ngồi chừng 5-10 phút là người mình nó tê hết, khó chịu lắm. Có cái gối này á, nó đỡ cái xương sống mình lên, mình ngồi thẳng lưng, ngồi được lâu. Có một lần Pháp Hòa đi giảng ở Nam Cali, ngồi vậy, ngồi 5 tiếng đồng hồ. Ngồi từ 2 giờ chiều ngồi tới 7 giờ tối. Tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sách là nói tắt. Còn nói đủ là tỳ ni nhật dụng thiết yếu, sa di yếu giải, oai nghi yếu giải và quy sơn cảnh sách. 4 cái đó mình thuộc lòng. Đó, ai muốn vô chùa tu theo Phật, chùa Phật giáo Bắc Tông thuộc ba cái đó. Ngoài ra còn phải thuộc giáo lý căn bản. Thí dụ như tứ đế, tam bảo. Hỏi tam bảo là gì? Hột xoàn, cà rá. Dạ. Ủa sao này ra? Dạ cũng đồ quý vậy. Hỏi tứ đế là gì? Rượu đế. Cái gì đế đó. Cho nên á, Pháp Hòa thưa như vậy là để Pháp Hòa giới thiệu thêm á, các vị mà hồi nãy Pháp Hòa nói cái chai nước mà nó có instruction mình không đọc vậy đó, thì cái họa là mình mang cái tiếng đó không biết gì hết. Mình cũng là một Phật tử mà mình không có chịu học những cái gì mà một người Phật tử cần học. Cho nên các vị mà đi tham dự khóa tu này nè, sau khi đăng ký rồi đó, quý vị lên trên website của chùa, không biết thì nhờ con cháu tải xuống, hoặc là quý vị có thể xin một quyển. Pháp Hòa có in cái quyển, không biết giờ nó còn không. Hướng dẫn khóa tu xuất gia giao duyên, trong đó ghi đầy đủ mục đích của khóa tu và khi mình đến khóa tu mình sẽ làm những gì, trong đó chỉ dẫn cho mình. Mình biết được cái nội dung của khóa tu, mình tham dự khóa tu mới trọn vẹn hết lòng. Còn mình mơ hồ về khóa tu, vô trong này bắt tu quá trời thất vọng, hoặc là tu không đúng như ý mình nghĩ, có thể mình cũng sẽ thất vọng. Mình muốn tu nhiều hơn kìa, cái này tu lai rai quá. Thí dụ vậy. Cho nên mình cần phải hiểu rõ trước khi mình làm. Cho nên quý vị đắp cái y á, Pháp Hòa cũng mong đại chúng hiểu được cái y đó. Y gọi là ca sa, nghĩa là hoại sắc, còn gọi là nhẫn nhục. Tại sao là màu nâu? Là vì màu của đất tượng trưng cho nhẫn nhục. Người tu mà không nhẫn nhục chịu đựng thì không thể nào thành tựu được. Sống ở đời á, mà muốn thành tựu được việc lớn cho đời mình, nhẫn nhục là trước hết. Cho nên có một vị tổ, một vị Phật, trong 7 vị Phật, nhẫn nhục để dứt đạo. Cái đạo đầu tiên nhất, con đường đầu tiên nhất chính là sự nhẫn nhục. Người ta nói nhẫn là châu báu,
không nhẫn là tai ương. Thì vì vậy cho nên người tu mình đắp cái gì đó, mà đâu phải người ta chửi mình cái mình nín đâu. Người ta chê, người ta khen, người ta có đổ nước dơ, nước sạch, bất cứ cái gì đất cũng nhận hết. Người tu phải tập như vậy. Còn đằng này chưa ai chê mình hết trơn, tự mình chê người ta không à. Ta công xương người ta nấu, mình không khen. Trời, nấu giờ ẹt cũng đi nấu. Ví dụ vậy. Cái đó là quyền của mình, nhưng mà nó sẽ cô phụ đi cái tâm của mình. Nó cô phụ cái chí nguyện xuất gia của mình, đắp cái y của mình, chứ không có gì hết. Dở thì mình nói dở đúng thôi, nhưng mình phải tập. Có gì ăn nấy, tại mình đi xin mà. Mình ôm mình bác, nếu mà đúng ra là bây giờ mình phải đi ôm mình bác mình ra ngoài Westlock. Mình đi xin đó. Nhưng mà tại đây không phải là Phật tử, cho nên mình có đi suốt ngày họ tưởng mình đi biểu tình. Chứ không phải họ không hiểu là mình đi tu, mình xin ăn. Chứ nếu mà mình bây giờ mà dẫn nguyên đoàn này đi về Việt Nam mà đi là khỏi bảo đảm 5 phút là đầy tô. Vì vậy cho nên mình ăn đồ tay. Đã xin thì không có được khen chê, phải không? Xin cơm của Phật tử nuôi thân, xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm. Mà anh xin mà anh ở khen chê gì? Hỏi ăn để làm gì? Ăn để sống. Sống để làm gì? Sống để gây lộn. Để khen chê trật. Ai cũng nói hết, đi đây làm gì vậy? Đi tu. Nhưng mà vô mình gây cái này, mình phiền cái kia, không tu, không đúng. Tự mình phải biết cái điều đó thôi, phải không? Mà tự mình sống đúng thì mình không cố phụ mình, tức là không phụ lòng của mình và không phụ lòng người thân của mình đã giúp cho mình. Cho nên mình phải có, mình là người đi xuất gia là phải biết cái việc của người xuất gia. Có mấy bài kinh hay lắm để nói cho người tập tu, nhưng mà đây Pháp Hòa trích một bài thôi. Sách Pháp Hòa là toàn kiểu vậy không nè, nó cứ dán tùm lum vậy đó. Pháp Hòa chỉ trích một bài kinh thôi, trong nhiều bài kinh nói cho người xuất gia. Bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, người xuất gia có cuộc sống thấp hèn, cạo tóc, ôm bát, khất thực từng nhà, giống như bị cấm chú. Tại sao dùng cái từ là cuộc sống thấp kém? Đức Phật chú thích là vì cạo tóc, ôm bát, đi xin. Nếu mà đứng sau xã hội á, thì đây là ăn xin chứ gì nữa. Ở trong xã hội là người mà không có tóc là không đẹp rồi. Đã vậy rồi ăn mặc, ăn thì cũng không giống ai, mà mặc cũng không giống ai hết đó. Vậy mà có một cái giải thoát tột cùng. Đức Phật giải thích nè, người xuất gia có cuộc sống thấp hèn, cạo tóc, ôm bát, khất thực từng nhà, giống như bị cấm chú, giống như người bị giam cấm, không có gì tự do của mình hết. Sở dĩ như vậy là vì muốn cầu mục đích cao thượng. Mình bỏ hết mấy cái kia là tại mình muốn có một mục đích cao thượng của mình. Mục đích cao thượng của mình là gì? Là muốn thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết. Khỏi không? Không. Nhưng mà cái này là khỏi nè. Thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu bi khổ não tận cùng biên tế của khổ. Người đời á, người ta vẫn sanh, già, bệnh, chết. Người tu mình vẫn sanh, già, bệnh, chết. Nhưng có một cái khác là mình không có ưu bi khổ não. Không có ưu bi khổ não. Hồi nãy có một cô tới ăn cơm xong gặp Pháp Hòa. Bạch Thầy, con sẽ ráng hết ngày hôm nay. Nếu mà con không khỏe, Thầy cho con xin về nhà dưỡng vài hôm. Khỏe rồi con trở lại con tu với chúng. Pháp Hòa đồng ý.
Tại vì á, Pháp Hòa cảm nhận á, cái vị Phật tử này, cái vị giới tử này ham tu, mà chẳng qua là sức khỏe không đủ, cao máu, thí dụ vậy, hay là bệnh không có phải nặng nề, nhưng mà trong cái giống như cảm không khỏe đi, về dưỡng hết bệnh thì tu. Nhưng mà cô nói như thế này, Pháp Hòa nói nếu mà cô không khỏe thì thôi không sao. Dạ không sao, con không có bệnh gì nặng hết, con mệt thôi, con cần dưỡng thôi. Nghĩa là bệnh thì vẫn bệnh, nhưng không để cái bệnh nó làm mình u bi khổ não. Thật tình mà nói, những vị ngồi đây là 90% hay là 80% phải có bệnh, không bệnh ít bệnh nhiều thôi. Nhưng mà quý vị vượt được cái bệnh đó, tại vì những cái bệnh đó nó không làm cho quý vị chùn bước. Nếu nói đúng hơn là càng bệnh phải càng tu. Tại vì sao? Tu mau kẻo trễ. Phật có dạy bài kinh hay lắm: người có bệnh phải càng tu cho gấp, tại vì không biết chết lúc nào. Người sắp chết phải càng tu gấp, tại vì chết tới nơi. Người khỏe mạnh phải càng tu gấp, tại vì không tu lúc khỏe, đợi lúc bệnh tu không kịp. Cách nào Phật cũng chỉ mình tu hết. Nhưng mà tu đâu có nghĩa là mình làm cái gì ghê gớm lắm đâu. Chỉ cần mỗi ngày mình thấy được cái sai của mình chỉnh thôi. Đó, quý vị đi tu 10 ngày này về mà quý vị đẹp hơn, dễ thương hơn, năm tới ở nhà sẽ mua vé free cho đi tu tiếp. Nói trời, gửi qua có 10 ngày về khác quá, năm tới gửi đi nữa, gửi 10 năm không chừng gửi luôn. Sở gì đó Đức Phật nói rất rõ, cuộc sống mà người xuất gia là bỏ có cuộc sống thấp hèn, cạo tóc ôm bát khất thực từng nhà, giống như bị cấm chú. Sở dĩ như vậy là vì muốn cầu mục đích cao thượng, đó là muốn thoát khỏi sanh già bệnh chết, u bi khổ não. Nó chỉ khác cái chỗ đó thôi. Tại vì sao mình thoát? Là tại vì mình hiểu nó. Có sợ cũng không thoát, phải không? Có sợ cũng không thoát. Có thích hay là không thích gì, chuyện đó là chuyện của mình, nhưng nó vẫn tới. Cho nên bảo đảm chết chắc. Cho nên gặp đụng chuyện không cần chắc chết. Này các thiện nam tử, Đức Phật nói câu này nè: các ông không vì vua giặc sai sử, không vì mắc nợ người, không vì khủng bố, không vì mất mạng mà xuất gia. Các vị đi xuất gia đâu phải vì bị vua ép đâu, phải không? Không vì vua, không vì giặc, không vì chiến tranh mà chạy vô chùa, không vì mắc nợ người ta mà vô đây, không vì bị khủng bố, tức là người ta hù dọa mình, ép uổng mình vô đây, không vì mất mạng, người ta hâm dọa giết mình mà mình vô đây, mà chính vì muốn giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não. Các ông há không vì mục đích ấy mà xuất gia chăng? Cho nên có một người viết thơ vô hỏi một thầy, hỏi bằng thơ nha: điều thắc mắc xin ông dùm giải đáp. Mấy hôm nay tôi nghe pháp của ông, được biết rõ ông đi tu từ nhỏ. Ông đi tu vì cường quyền bắt bỏ, buộc lòng ông phải cắt ái ly gia. Ông đi tu vì đồng ý của mẹ cha, hay ông trốn tránh việc gia đình bổn phận? Cho nên người ta có quyền thắc mắc chứ. Mình đang ở nhà cao cửa rộng nè, mình đang ăn giờ nào mình mới ăn nè, mình ngủ giờ nào mình ngủ nè, muốn ngồi đâu ngồi à, mà đi vô đây bị ông thầy, bị với ông thầy la miết à. Vô mới vô là nói chuyện xùn nghe, đừng nói chuyện. Mình ngồi ăn cũng cho nói chuyện, mình xứ tự do mà mới bưng tô cơm vô cái ngồi đây, ngồi đây. Đó.
Nhưng nếu mình muốn tự do, mình muốn thoải mái thì ở nhà mình. Nhưng mình chấp nhận vô đây nghĩa là mình muốn làm gì? Luyện. Mình rèn luyện được cái đó. Mình rèn luyện cái đó thì nó mới ra được một cái con người tu. Có bao giờ Phật tử hay quý vị đến với một cái người tu mà tại vì cái người đó y chang như thế gian? Tại vì người đó đúng nghĩa người tu mình mới tới. Mình cúng dường cho một người đúng nghĩa tu chứ mình biết cái người đó không tu cũng chỉ. Nó là sự thật như vậy. Cho nên Phật bảo các tỳ kheo, tỳ kheo các ông, tỳ kheo là tại vì đối tượng của Đức Phật là các vị tỳ kheo. Còn bây giờ mình hiểu là tất cả chúng ta vì mục đích cao thượng như vậy mà xuất gia. Vậy tại sao ở đây lại có kẻ phàm phu ngu si khởi lòng tham dục đấm nhiễm, sanh ra nhiễm đấm quá mức, sân nhuế, hung bạo, biến nhát, yếu hèn? Có người đi tu mà tánh tình còn nóng nảy, hở tái là cung tay đánh lộn. Thật ra thì thỉnh thoảng nó cũng có những cái pháp bất nhiễm nó sanh chứ đâu phải. Tại vì sao? Các vị cũng chỉ là người phàm phu thôi. Nhưng mà tự mình phải quyết chí với mình. Tự mình phải quyết chí với mình là mình đi tu là tại mình muốn. Và mình muốn thắng cái này. Mình muốn thắng cái này á thì mình gọi là tự độ. Mà mình không thắng được nó thì Phật gọi là tha thắng. Còn mình thắng được mình thì gọi là gì? Tự thắng. Nhớ không? Tha thắng là ai? Người kia thắng rồi, hoặc mình là người thua cuộc. Cho nên cái giới mà cái giới trọng của tỳ kheo á, nếu người nào phạm cái giới trọng á thì cái giới đó được định nghĩa là gì? Tha thắng. Nó nhiều nghĩa lắm, nhưng mà có cái nghĩa là tha thắng, nghĩa là người kia đã thắng mình. Thí dụ như mình còn ham thích những cái vật chất, mặc dù mình cần, mình nhu cầu, nhưng chỉ là nhu cầu thôi. Còn mình tham cầu là người ta có gì mình phải có nấy. Hàng hiệu đời hào nào mình cũng có, đồ tốt nào ra là mình phải có trước hết. Thì cái đó là để tha thắng rồi. Mặc dù mình có nó, mình cũng xài y chang như cái cũ vậy, nhưng mà tốn kém chi để rồi mình phải chạy theo nó. Cho nên Đức Phật nói nè, các ông vì mục đích cao thượng như vậy mà xuất gia, vậy tại sao lại còn có kẻ phàm phu? Như vậy thì người nào đắm nhiễm là tại cái tâm phàm còn khờ dại đến là biến nhát, hung bạo, mất niệm, không định các căn mê loạn. Mắt thấy sắc, tai âm nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, thí dụ vậy. Nói như vậy không có nghĩa là mình giỏi hết nha, nhưng mình phải nghe những lời này để làm gì? Để thúc liễm mình, để sách tấn mình. Thí dụ như lỡ mình có cái tự nhiên mình nghe vậy, mình cũng thấy hổ thẹn, thúc liễm được 5 ngày, 10 ngày. Rồi cái mai mốt cái tâm phàm nó trồi vậy, cái lại mình lại thúc liễm tiếp. Vì vậy cho nên mình phải đọc kinh, phải tụng kinh, phải tụng giới. Vì mỗi lần tụng là mỗi lần nhắc. Trong cái bài tụng giới của tỳ kheo có những câu rất là hay. Tụng giới như lâm trận, mạnh thì thắng, yếu hèn thì sẽ bị lui tàn. Tụng giới cũng như thế, thanh tịnh thì tiến bước, không thanh tịnh sẽ bị lùi. Như người què chân, không thể nào đi được. Cho nên những cái lời trong cái lời, cái gọi là cái lời mở, mở lời trong giới kinh hay lắm. Đức Phật có nói một bài kinh sắp sửa đánh giặc, vậy mà có người chạy vô bẩm hoàng thượng, ở ngoài kia đang có 200 binh lính, nó đang cầm dao gươm. Nghe vậy cái bỏ chạy hết trơn.
Đức Phật nói người tu không khéo y chang vậy đó. Sắp sửa làm một cái việc gì đó thì người ta hù dọa lui sụp hết. Trên cái bài sám mà Hòa Thượng Giáo Thọ đang dạy đó, bài sám nó hay lắm đó. Cái bài đó trong đó có câu đó, Ni Sư Trí Hải dịch đó, hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu 80,000 điều thông. Hình như cái bài đó của Hòa Thượng Lần Mai đó. Hòa Thượng Lần Mai cũng có dịch đó. Giống như người từ tối tâm vào tối tâm, từ mờ mịt vào mờ mịt, từ hầm phẫn rồi ra, rồi lại rơi vào hầm phẫn, dùng máu rửa máu, lìa bỏ các việc ác, rồi trở lại nắm lấy các việc ác. Ta nói những ví dụ này, tỳ kheo phàm phu cũng như vậy. Lại giống như củi thiêu tử thi bị ném bỏ trên gò mã, không bị tiều phu thu gom. Ta nói thí dụ này, thì đối với tỳ kheo phàm phu ngu si khởi lòng tham dục, sanh ra đắm nhiễm quá mức, sân nhế hung bạo, biến nhát yếu hèn, mất niệm không định, các cân tán loạn cũng lại như vậy. Đối với cái câu lời kinh này thì đối với các vị mà xuất gia thật sự nó có tác dụng lớn lắm. Nhưng mà đối với mình là những người tu tập sự gieo duyên, nó cũng có tác dụng. Lỡ mình khởi tâm chỗ ở, cái ăn, sự lo lắng cho mình, mà mình khởi tâm mình có nhiều cái đòi hỏi hơn nữa, thì những lời này nó có công năng, nó giúp mình. Mình chỉ tới đây gieo duyên 10 ngày thôi, thì luôn luôn nói như vậy là được rồi, như vậy cũng tốt rồi. Có một lần Pháp Hòa đi giảng, cái chùa không có chỗ ngủ nghỉ, tối mình phải đi qua chùa khác tá túc, sáng 5 giờ xách giỏ qua chùa này giảng ngày 2-3 thời, xong rồi đi về thì mất công người ta đưa đón. Chùa không có chỗ gì hết, ở phía sau dách nó có cái lõm chừng chạy sảy tay vậy nè. Thầy Tịnh Mãn cũng đi với Pháp Hòa trong cái chuyến đi đó, buổi trưa cái không có chỗ, cái hai anh em ra sao cái lõm đó ngồi. Ông Tịnh Mãn, thầy Tịnh Mãn nói mình vậy mới kêu tu quá ha. Trời ơi, giảng sư mà ngồi đợi giờ lên sân khấu. Không có chỗ nào, suốt ngày cứ ngồi. Vợ ta hết giờ giảng ra giảng, hết giảng vô chồng ngồi vậy đó. Rồi cái khát nước, đứa con trai nước, mà chỗ đó là gì, cái đường đi mà người ta để kèm búa dây điện gì luôn, giống như cái đường nhà kho vậy. Nhưng mà không hề buồn một chút, không hề có một chút gì phiền não luôn. Đức Phật dạy trong kinh đó, những lúc nào mà có cái biến cố xảy ra mà tâm mình bình thản được, Phật dạy câu rất hay, hoan hỷ tự vui. Không cần ai khen mình, không cần phải phô trương với ai, nhưng những lúc như vậy mà tâm mình vẫn bình an được thì mình phải biết rằng mình tu tập có kết quả. Mình tu tập có kết quả thì từ cái giây phút đó nó sách tấn mình lên. Hồi sáng này mình đọc kinh soi gương phải không? Phải không? Như một cô thiếu nữ tuổi còn trẻ thường ưa nhìn mặt mình vào một bát nước hay một tấm gương. Nếu thấy mặt mình dơ thì người đó sẽ lau đi và tự nhắc mình. Phải không? Phải cần tinh tấn nỗ lực thêm nữa. Nếu nhìn vào trong mặt gương đó mà thấy mặt mình sạch thì phải nói rằng tốt lắm, mặt ta rất sạch. Người đó sẽ tinh tấn tu tập, giữ gìn như thế. Mình cũng vậy thôi. Nếu mình chưa được cái đó, một lúc là mình nhìn lại, trời sao mình tu mình còn hơn thua như vậy, tại sao mình tu mà mình còn đòi hỏi như vậy. Còn nếu mà mình bình thản được hết thì mình biết rằng đường tu mình đã có một phần kết quả. Cái sự nỗ lực tu tập của mình nó khá tốt thì nó sắp tấn mình lên, nó làm cho mình hăng hái lên để mình tu nữa. Tại vì mình đã không bị mấy cái này trước kia là chết với tôi, ví dụ vậy. Nhưng bây giờ mình đã vượt được cái đó. Cho nên nhiều khi mình đọc kinh đó,
Chỉ cần một câu nói của Phật thôi mà mình lượm mình bỏ túi được á, là mình hạnh phúc lắm. Có một lần Pháp Hòa đọc kinh Đại Bảo Tích, thì trong đó Đức Phật đưa một cái ví dụ này. Đức Phật nói cái người tu mình phải tinh tấn giống như là đi chiếc thuyền đất mà sang sông. Quý vị thử tưởng tượng thuyền đất nó xuống sông thì sao? Nó chìm, nó rã mất đất đi. Nhưng mà nếu mình lỡ mình nhảy xuống chiếc thuyền đó thì mình phải làm gì? Không thể nào đi chậm được, nó rã thuyền, nó chìm chết, đi cho nhanh lên. Chỉ một câu ví dụ đó thôi mà thích thú cái câu kinh đó vô cùng. Pháp Hòa hay nói với các thầy trẻ hơn, nếu mà Pháp Hòa biết mấy anh em mình có đôi lúc làm Phật sự cũng mệt mỏi và chán nản lắm, nhưng mà nếu mà mình như một chiếc thuyền đang đi trên sông mà muốn buông xuôi cái thuyền á, thì mình cắm cái dùi lại, cắm cái chèo lại, ít nhất chiếc cái ghe đó đó nó ở đó chứ nó không bị đẩy lùi. Hết mệt rồi đi tiếp. Quý vị cũng vậy ha. Tu sau 3 ngày trời chắc chết chứ đâu còn mong chi sống. 3 ngày mà thấy sắp đi rồi, mệt quá. Trời ơi, mình mệt muốn chết, từ tối về mình muốn ngủ mà cứ dành nhà tắm suốt. Không biết bà làm cái gì ở trong. Tắm cũng xếp hàng, ngủ cũng phải xếp hàng. Tại sao ngủ xếp hàng? Tôi cần ngủ trước, tôi ngủ sau, chim hót quá tôi ngủ không được. Mình nghĩ là sau 3 ngày, 4 ngày không biết mình chịu nổi không. Khởi cái tâm lên, thôi chắc đổi vé quá, chắc về sớm quá. Biết vậy bữa hôm tu 5 ngày thôi, hàm hố chị tu tới 10 ngày. Đi lần đầu tiên mà đi chi dữ vậy. Thí dụ vậy. Cái thuyền mà nó sắp bị đẩy lui rồi đó, thì mình phải lập tức cắm chèo lại. Thôi để hết ngày, đừng nói, đừng nghĩ tới 5 ngày, 6 ngày gì hết. Một ngày nữa thôi. Rồi ngày mai mình, một ngày nữa thôi. Thật sự mình đâu có ngày mai, một ngày thôi. Phải không? Em tu vậy đó. Nhiều khi mình mệt mỏi mình nói thôi, một ngày này nữa thôi là mình xong rồi. Thí dụ vậy. Giống như có một lần bệnh mà lại ngủ bất danh á, lại còn có khoảng 50 lại nữa mà mình đuối luôn á. Cái Pháp Hòa nghĩ á, bây giờ nếu còn có 50 lại nữa thôi mà mình bỏ cuộc á, mà mình biết cái sức của mình là cũng có thể ráng được 50 nữa, mình lại hết 50 còn lại đó, cái tự nhiên nó khỏe sau cái lần đó. Thì mình biết rằng cái, tại vì mình còn khỏe mà mình biết được cái cơ thể của mình cho nên mình ráng. Mấy cụ đừng có bắt chước em nha. Nằm luôn nó, tại ông thầy ông biểu. Cho nên thưa đại chúng là hôm nay á, sau cái chuyện mà uống nhầm cái chai nước rửa, Pháp Hòa có đề mục để ngồi thiền phải không? Và sau đó Pháp Hòa, những cái lời kinh mà Pháp Hòa đọc được á, Pháp Hòa thấy nó tương đồng. Và hôm nay chúng của mình ngồi đây, mặc dù gặp nhau quen miệng kêu các vị Phật tử, nhưng mà đúng ra là các vị sa di, sa di ni, các tiểu ni, các chú tiểu, 90 tuổi đi tu mà mới vô tu vẫn là tiểu như thường. Cho nên rồi đây là sự chia sẻ, nhắc nhở. Ý của Pháp Hòa muốn nói là việc gì nó cũng có cái bài bản của nó. Mình tu tập cũng phải đi theo cái thứ lớp, không có vượt bực. Làm sa di mà đi thọ giới không thuộc á, các vị quở một câu rồi cho về đó. Ông làm sa di mà không biết bổn nghiệp của sa di, thôi về đi, học lại rồi trở lên. Huống chi làm tỳ kheo. Hỏi đi đâu đây? Dạ đi xuất gia. Ủa mà xuất gia là cái gì vậy? Thì về tôi bỏ nhà tôi vô đây ở.
Xuất gia là phải hiểu được. Xuất gia có mấy nghĩa? Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Sa di có mấy nghĩa? Thứ nhất là tức từ, thứ hai là cần sách, thứ ba là cầu tịch. Rồi chưa nói sa di có ba bậc nữa nha: khu ô sa di, ứng pháp sa di, danh tự sa di. Khu ô sa di là tuổi từ 7 tuổi tới 13 tuổi không có làm gì hết á, đi đuổi quạ thôi đó. Mấy chú tiểu nhỏ nhỏ mình nó để chóp người ta chạy vòng vòng chùa đó, nó là khu ô sa di đó. Hỏi làm gì đó? Con chạy vòng vòng, bác nào bị ruồi đậu trên đầu con đuổi tại con sợ ruồi nó té nó chết. Khu ô sa di ở chùa ở trên Trúc Lâm á, đa phần là sinh hoạt cái dưới lầu. Mỗi lần ai bấm chuông mấy đứa nhỏ nó chạy lên, mà mỗi lần vậy cái Pháp Hòa hay nói đó, thấy không mấy bác, thấy không mấy đứa nhỏ vậy chứ nó hữu dụng lắm á. Những lúc này đi mở cửa nè, bác lết ra tới cửa người ta đi về rồi có nó đỡ không? Cho nên đừng có chê mấy đứa nhỏ, đừng có ghét mấy đứa nhỏ, đừng có la mấy đứa nhỏ. Mà mấy đứa nhỏ nó tới nó ở trong chùa đây, thứ nhất nó không đi bậy, thứ hai nó ở trong chùa ăn nó cũng ăn chay. Còn nếu mà nói nó giúp mình đó, nó đi mở cửa là một cái hữu sự vô cùng. Nó phone vô: I know she speak English. Công phần mà không biết tiếng Anh, đưa nó nghe cho. Nó nghe xong nó dịch, dịch xong mình về tới Việt Nam luôn. Uo sa di, ứng pháp sa di là gì? 13 tới 17, mặc dù chưa làm việc lớn nhưng có thể giúp thầy làm được một số việc trong chùa. Chẳng hạn như tiếp khách, nghe phone, tiếp nhận những cái gì người ta gửi tới, hay là giúp thầy ghi chép mấy cái công việc. Thầy đi vắng, mình cũng có thể thế thầy hướng dẫn tụng kinh. Ứng pháp, ứng pháp tức là mình đủ khả năng để thích ứng vào các công việc theo cái khả năng của mình. Hồi nhỏ mặc dù Pháp Hòa 7 tuổi, đúng tuổi khu ô, nhưng mà quý vị biết Pháp Hòa làm gì không? Chủ lễ. Đi chủ lễ đàng hoàng. Bữa nào mà mấy ông trưởng đoàn không có đi tụng kinh là đẩy Pháp Hòa ra làm chủ lễ. Mà mỗi lần mình được lên làm chủ lễ mình sung sướng dữ lắm, tại lúc đó mình được nổ. Trời ơi, mấy cái bài phục nguyện dân hương gì mình có như mình sổ hết, để cho mấy ông biết tôi nghe. 12 tuổi là đã ngồi nói pháp rồi, ngồi nói pháp cho quanh vũ nam quanh vũ nữ. Cũng giống như hồi nãy thầy giáo thọ dạy mình đó, thầy nói ra không phải là thầy khoe, không có gì để khoe cả, nhưng nói như vậy để mình biết rằng mình đã có chủng tử. Nhớ không? Lai sinh trí chủng linh miêu. Mình đã có sẵn cái mầm giống tu hành, không phải chỉ đời này. Quý vị cũng có cái hạt giống đó đó, nhưng mà đời trước mới lên được nhú nhổ ăn rồi. Tại vì sao? Rau non không ăn uổng. Để già ăn chút có hột rồi. Hiểu ý không? Mình là cứ, mà mình là cái tội của mình là có cái gì cũng ăn hết á. Mít phải chi, để dài hột trồng không? Không, luộc luôn. Sầu riêng để trồng, hột sầu, cây sầu riêng rất ngon, đem nướng luôn. Hột sầu riêng cũng ăn luôn, còn gì nhỏ nữa, đúng không? Cho nên mình biết rằng á, đời này mình đi vô chùa nè, mình ở được như vậy nè, mặc dù chỉ là gieo duyên, nhưng biết chắc rằng mình đã từng có cái duyên lành mới ngồi đây được mấy ngày này đó. Chứ không thôi là nội cái chuyện mệt mỏi của thời khóa là mình đã lui rồi, chưa nói những cái chuyện khác nữa đó. Cho nên phải nuôi cái này. Có thánh thai không? Ráng dưỡng thai nghe. Không để sảy thai. Đi đứng đoan trang, nói năng từ tốn. Không phải bậc thánh chớ tôn thờ, không phải bậc hiền không kết bạn.
Lời đó là lời khai thị của thầy thầy hòa thượng truyền giới cho mình đó. Họ không phải thánh, không có thờ, không phải bậc hiền, không kết bạn. Tu với bạn mà bạn cứ biểu về đi thôi em đi về đi, kẻo người ta chờ, kẻo người ta trông, đâu có được. Rồi bây giờ mình kết thúc ha. Mục đích của Pháp Hòa nói chia sẻ với đại chúng là, ý Pháp Hòa là quý vị đã là người phát tâm xuất gia gieo duyên, có thể đây là lần đầu và cũng có thể đã nhiều lần. Nhưng nếu mình chưa ý thức được những cái bài học căn bản mà chúng ta cần có, cần biết, là phải nên để tâm. Là Phật tử thì phải biết được những cái điều rất căn bản, không phải biết để khoe khoang, biết để mình ứng dụng, mình tu. Và không làm cho tâm bồ đề của mình lui sụp là bởi vì đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, được hành trì giới luật, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày, còn trực tiếp tham gia vào sự nghiệp độ sanh của Phật và Bồ Tát. Quý vị đang trực tiếp tham gia. Không có thân tu được. Người xưa người ta mới nói một việc thôi, ta nói ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân. Ngô dược vô thân, hà hữu chi hoạn. Sở dĩ ta có cái khổ là tại vì ta có thân. Nếu chúng ta không có cái thân thì khổ nương vào đâu mà có? Vì có thân cho nên bao nhiêu cái khổ nó nương vào đó. Có con mắt, nó sẽ khổ theo mắt. Nếu mà con mắt long lanh thì nó sẽ khổ theo long lanh, tại vì mình muốn long lanh hơn. Cho nên mình cũng cực nhập với nó lắm chứ không phải khổ. Thí dụ như mình còn lúc mình còn trẻ, mình có bộ răng tốt khỏe thì thôi, tự nhiên có một ngày nào đó bắt đầu nó rụng từ từ mặc dù mình không muốn. Rồi bắt đầu khi mà mình thấy tự nhiên sao giờ mình biến đổi không giống xưa, đi kiếm cái chỗ nào làm y thật như xưa, mặc dù giờ da có nhăn gì đó, hàm răng phải cho tốt. Da có nhăn, hàm răng phải cho tốt. Rồi bây giờ người ta cũng tâm lý mình biết cái da nó nhăn sẽ tìm cách căng nó ra cho nó bớt nhăn. Cho nên mình có cái nào mình cũng khổ với nó lắm. Cho nên người xưa nói hay không? Nếu không có thân, khổ nương vào đâu mà có? Tại vì thật sự cái biến chất này nó bình thường, nhưng mà tại mình có cái đó. Thí dụ bây giờ người mà ta không sống bằng tình cảm, ta không khổ chuyện tình cảm. Ta không có yêu ai hết cho ta nó khổ. Còn mình yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Một ngày nọ mình đọc bàn mình nói thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Mình có cái gì, mình lụy cái nào, mình khổ cái đó. Cho nên đó, mình ý thức được cái thân nó thay đổi để chi không có khổ. Người xưa dạy có thân nên khổ vì thân. Bởi xưa chân tánh mình nhận lầm cái này, mình biết cái đó là thay đổi nhưng mình quên đi. Cho nên Phật nhắc mình đó. Cho nên trước khi cái thân này nó hoại thì chúng ta biết tìm, biết làm những gì. Cho nên đó, quý vị thọ năm giới. Thọ năm giới để làm chi? Mượn cái thân vô thường tạm bợ này để lo tu năm giới, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình. Ba giới đó của thân. Bây giờ người ta nói tôi muốn tu thân, không phải sáng nào cũng trang điểm. Cái đó chỉ cho mình trang điểm trên cái thân tạm bợ. Nhưng mượn cái thân tạm bợ này làm cái việc vô cùng vô tận. Quý vị thấy Đức Phật không? Thọ mạng và thân thể của Ngài của 80 năm. Nhưng Đức Phật đã làm một việc vĩ đại cho đến bây giờ 2646 năm. Người ta vẫn nhắc. Mặc dù mình với Phật cách xa địa dư và tuổi tác, nhưng mình vẫn biết Phật là ai. Cha của Ngài tên gì? Mẹ của Ngài tên gì? Hành trạng của Ngài sống như thế nào? Nhiều người lắm, Đức Phật chỉ là một.
nhiều người người ta đã biết dùng cái thân của người ta để làm những việc bất khả tư nghị. Người ta đem cái mạng sống ngắn ngủi không biết chừng nào nó chấm dứt, người ta sáng cho đời trước khi người ta tắt. Cho nên mình cũng vậy, mình không biết thọ mạng của mình được bao lâu, nhưng mình sẽ đem cái mạng sống này, cho nên mình có cái câu đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo. Mình đem cái thân mạng mình hướng về Phật, về Pháp, về Tăng, để mình ứng dụng những cái giáo pháp trong cuộc sống. Quý vị thấy cũng cùng một cái miệng và cái cách hàng ngày sử dụng nó là nói với ăn. Nhưng mình ăn không có chánh niệm thì ăn càng bệnh. Nói không có chánh niệm thì càng nói càng gây thù chú quán. Hành xử không có chánh niệm thì càng hành xử càng gây thương đau. Ngày nào mình cũng làm cho cái người đó việc đó, và mình cứ tuyên bố rằng đó là tình thương của tôi. Nhưng mà người kia sẽ nói, nhưng mà tôi rất đau khổ vì tình thương này cho nên tôi bị thương. Và họ bị thương thì họ tức tối, họ sẽ phản ảnh là cái cách thương của mình thì mình bị tổn thương. Họ thì bị thương, mình thì tổn thương. Lý do là vì mình không biết cách thương. Thương ai cũng cần, nhưng phải biết cách thương. Có một cái người Phật tử đó, có một tượng Phật rất nhỏ, đi đâu cũng mang Phật theo, và đến đâu cũng xong một bình trầm cúng Phật. Một ngày nọ sống chung một phòng với người kia, thì cái người này xong trầm cúng Phật và sợ người khác ngửi luôn cái mùi trầm đó, cho nên đã lấy một cái mền nhỏ nhỏ chùm tượng Phật lại và để bình trầm ngay lỗ mũi của Phật, để cho Phật hít thẳng vô và đừng có lan tỏa cái mùi trầm cho người khác ngửi. Cuối cùng mở mền ra, ông Phật cái lỗ mũi đen thui. Quý vị hiểu được câu chuyện đó không? Cho nên trên đời này á, được thương chưa chắc dễ chịu. Tại vì bị dồn ngó quá trời. Mình làm gì cũng bị dồn ngó. Mình đi đâu một chút là phone đang ở đâu, làm gì. Còn nếu bây giờ mà có FaceTime mở cho tôi coi, tôi mới tin anh đang nói những gì. Mình chứng tỏ là mình quan tâm, nhưng mà thực sự đôi lúc người tôi cảm thấy ngọt ngào. Họ không còn một chút tự do gì nữa. Mặc dù bây giờ cái form người ta set up, người ta set up cái mật mã là riêng của mỗi người, nhưng có những người sẽ sẵn sàng biểu mình đưa mật mã để họ kiểm soát luôn cả cái form. Họ xem từng cái tin nhắn của mình, có mình nhắn với ai, mình gửi gì cho ai. Thành thử ra tự nhiên từ một cuộc sống tự do, không phải tự do quá đáng, nhưng mà tự do ít tối thiểu của mỗi người. Nhưng mà bởi vì chúng ta cứ tuyên bố đó là, thật sự là mình thì muốn thể hiện tình thương, nhưng người kia thì cảm thấy rằng họ đang bị thương. Tôi cảm thấy tôi không cần tình thương này, mà hãy mà chịu hết nổi họ phản ứng lại cái cách thương thì mình lại đau. Mình nói là tôi thương mà sao người đó không hiểu. Thật ra mình học Pháp để làm gì? Để biết cách sống, biết cách thương. Ngay cả con mắt mình, cái bao tử mình, vân vân, mình áp đảo nó quá. Thí dụ như có nhiều khi mình thích ăn cay, mình ăn cay, mỗi lần ăn cay vùng bao tử mình nó đau. Nhưng mà tại vì thích quá, ngon quá, kệ ăn đi rồi tính. Ăn rồi uống thuốc, thí dụ vậy. Cho nên đó là chỉ một cái ví dụ. Mình mới thấy rằng mỗi ngày chúng ta phải nhìn lại coi mình, cái cách mình đối xử với người xung quanh và chính bản thân mình, cái thân và cái mạng. Bên cạnh thân mạng đó, chúng ta có gì? Có tiền của, phải không? Có cái tiền của. Nhưng mà quý vị để ý coi, tiền của mà mình đã có mỗi ngày nó có ở với mình lâu không? Thường thường ta kêu tiền là gì? Bạc là gì biết không? Bạc là mỏng, mỏng manh lắm. Tiền bạc là mỏng manh lắm. Giống như mình kêu là hồng nhan thì bạc phận như bạc mệnh. Bạc là mỏng. Có nhiều người ta đùa, ta nói hồng nhan thì bạc triệu vậy. Nhưng mà chỉ bạc là vậy. Cho nên á, mình sử dụng hồi nãy ha,
cái thân này nó không có kiên cường, nó không có kiên cố. Chữ kiên là bất kiên thân, mậu dịch kiên thân. Lấy cái thân mà không có kiên cố, biến đổi trở lại, thay đổi đó để có thân kiên cố. Và thân kiên cố là gì? Nó sống lâu hơn chút. Ví dụ mình có chiếc xe, sử dụng nó kỹ càng chút, thay vì nó 2 năm nhưng mà biết sử dụng đỡ, nó có thể nó tới 10 năm vân vân. Bất kiên thân, mậu dịch kiên thân. Bất kiên mạng, mậu dịch kiên mạng. Lấy cái mạng sống ngắn ngủi, tạm bợ mỏng manh để làm những việc mà thọ mạng nó dày. Quý vị thấy có những người mà người ta để lại những cái tác phẩm cho đời. Thôi đừng nói gần gũi chút nữa, những nhạc sĩ Việt Nam mà. Quý vị đã viết những bài nhạc đó cách đây mấy mươi năm, giờ các vị đó cũng thành người thiên cổ rồi. Nhưng mà quý vị thấy không, đi đâu cũng nghe vang vẳng những bài hát đó. Và thậm chí những cái buổi tiệc tùng, những cái đại nhạc hội, mình nghe tới nghe luôn cũng bao nhiêu bản nhạc đó mà vẫn hay như thường, vẫn thích như thường. Các vị đó đi rồi, nhưng mà cái tâm tư, cái ý tứ của các vị đó trong truyền tải trong những bản nhạc mình vẫn nhớ, vẫn hát, và thậm chí còn được trích ra để làm những ví dụ cho những cái buổi nói chuyện, những ví dụ của thế thái nhân tình cuộc sống. Còn cái cuối cùng là gì? Bất kiên tài, mậu dịch kiên tài. Lấy cái tiền của mà tạm bợ mà chúng ta có được á, hãy tạo những cái gì mà nó kiên cố. Ví dụ như mình có tiền, mình có tiền á là mình có một phần cái phước đó, nhưng hàng ngày mình xài tiền nè, nhưng bên cạnh xài tiền á, mình có tiết kiệm không? Có. Mình có cất tiền không? Có. Thì tiền là mình có cất nè, có xài nè, có chi đó. Và nhưng nếu mình không khéo thì phung phí nè, hao tổn nè, thậm chí mất tiền, sạc nghiệp. Phước cũng như thế. Ai cũng có phước hết, nhưng mà mình biết sử dụng phước, xài phước, sử dụng phước, tiết kiệm phước, giữ phước. Mà nếu mình xài mà xả láng thì sao? Mau thì tổn phước, hết phước, rồi từ từ mất phước. Đâu? Thì thử ra cái đó nó tùy vào theo cái hiểu của mình. Có tiền của, đó, ví dụ như tất cả chúng ta trong thời gian qua, Pháp Hòa bảo đảm tất cả quý vị ngồi đây, ít nhiều gì trong cuộc sống từ lúc mình hiểu biết tới bây giờ, mình đã từng có bố thí cung dường. Nghe đâu đó dịch bệnh, thiên tai, bất cứ khả năng mình có được, mình gửi. Hàng năm các thầy ở chùa được nhận tiền lì xì. Và tất cả các thầy cô chùa Trúc Lâm có tiền lì xì là trích ra 50% cái tiền cúng dường đó để mà đi làm phước. Hàng năm là Pháp Hòa gửi về, Pháp Hòa giúp cho người nghèo. Nhưng năm nay đặc biệt, Pháp Hòa nói thôi, năm nay mình thay đổi chút. Mình đi xây cầu đến những cái vùng nghèo ở bên Việt Nam mình, vùng quê đó. Những cái làng mạc người ta không có những cái cầu để đi qua cho nó kiên cố, nó bảo đảm đó. Mình xây cầu. Thì nhờ các vị bác, các thầy bên Việt Nam giúp. Và rồi Phật tử ta nghe được, ta cũng hùng, kể ít người nhiều. Làm được ba cái cầu. Phải không? Làm được ba cái cầu cho người ta thông thương, cho nó dễ dàng. Mình có cái tiền, sử dụng ít thôi, một phần. Thật sự ra nếu mình muốn sử dụng bao nhiêu, cái quan trọng là biết sử dụng. Chứ muốn ăn muốn, nhưng mà có những cái muốn không cần thiết thì đừng phí. Mà phí thì là mất, phải không? Mới đầu nó chỉ tổn thôi, phí là phải tổn. Nhưng mà tổn là từ từ rồi bắt đầu gì? Giảm, phải không? Rồi mất. Ba cái việc chúng ta nên để ý: thân mạng và tiền cuộc. Đó là việc Phật dạy trong kinh. Bất kiên thân, mậu dịch kiên thân. Bất kiên tài, mậu dịch kiên tài. Bất kiên mạng, mậu dịch kiên mạng. Chữ bất kiên nghĩa là không kiên cố. Bất kiên thân nghĩa là
cái thân không kiên cố phải biết biến đổi nó để thành thân kiên cố. Cái mạng này ngắn ngủi, không bền lâu, thì phải biết tìm làm những gì nó bền. Có vào ví dụ như quý vị thấy quý hòa thượng của mình đem giảng dạy cho mình rất là nhiều, những là những sách vở, những lời giảng của quý ngài. Bây giờ quý ngài có thể mất, nhưng mà lời giảng đó không mất. Bây giờ những lời dạy đó còn lưu trong sách vở, những bài giảng, mình cần tìm là tìm rất dễ dàng. Cho nên rồi hết thế hệ này đến thế hệ khác, những lời dạy đó vẫn còn. Cho nên thân mạng của quý ngài rất giá trị, mặc dù nó cũng sẽ biến đổi vô thường như bất cứ thân mạng nào trên cuộc đời này. Nhưng mà người có biết sử dụng thân mạng thì thân mạng này được biến đổi một cách hay không? Có những người lầm đường lạc bước khi tuổi trẻ, nhưng khi mình tỉnh thức, đừng có buồn, đừng có nản, đừng có chán bằng cách là kết liễu cuộc đời vì mình thấy mình tội lỗi quá. Không, có nhiều vị không dám đi chùa lại Phật nha. Tôi hỏi tại sao? Nói con không có muốn đem cái thân nhơ nhớp này đứng trước Phật, con cảm thấy con tội lỗi, con cảm thấy con xấu hổ. Pháp Hòa nói như vậy là sao? Nếu nói là thân nhơ nhớp, ngay cả thân của Đức Phật tứ đại cũng nhơ nhớp. Và nếu mà nói là Đức Phật có một thân thể thanh tịnh như nữa, thì Đức Phật thấu rõ mình hết. Phật đâu có màng cái chuyện nhơ nhớp của chúng sanh mà chê mình. Mà nếu mà Phật thật sự có chê mình thân nhơ nhớp, thì xin lỗi, có xứng đáng để mình được tôn kính, mình phụng thờ không? Sở dĩ mình phụng thờ Đức Phật là bởi vì Đức Phật có làm được những việc mà người đời mình không làm được. Chẳng qua là mình đem cái tư duy, tư kiến của người đời mình nhìn Phật thôi. Chẳng hạn như quý vị nói là tôi hứa đi cúng chùa 500 mà hết tiền cũng có 200, bởi tháng này xui quá. Mình nghĩ là tại Phật phạt mình, là tại vì mình hứa cúng 500 mà còn cúng có 200. Mình nói như vậy tội nghiệp Phật. Đó, Phật đâu có làm cái việc đó. Mình đem cái tư kiến mà hạn hẹp của chúng sanh mình. Đừng nói gì, người ta hứa ta chở mình đi chợ, mà người ta cancel đi thì giận ta mấy tháng rồi. Chỉ chở đi chợ thôi. Còn ta bận ta không chở, mình giận muốn chi là những việc khác. Tại vì cái đó là cách sống của phàm phu, không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà đó là cách sống của con người chưa tu. Mà người có tu rồi khác à, không sao chị, chị chở tôi hoài mà. Bữa nay mình hứa rồi chị bận công việc. Ví dụ đi, bây giờ người thân người ta bệnh, ta cần chở đi bệnh viện, mà gì ta sợ mình giận quá, ta phải chở mình đi. Về nhà người thân ta có chuyện, mình nói thật không? Thật đó, mình phải biết tư duy rộng rãi, quán chiếu thông sâu. Vì cho nên Bát Nhã Tâm Kinh dạy đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã, dù đi sâu vào trí tuệ Bát Nhã, thấy được tất cả các uẩn là không, đặc biệt là năm uẩn, không? Cho nên các ngài vượt tất cả mọi khổ ách. Sở dĩ con người mình nhiều khổ ách là tại mình không thấy rõ vấn đề. Mình thấy rõ vấn đề rồi thì không có gì phải khổ nữa. Biết hiểu gì, tất cả mọi pháp đều có duyên tướng. Nào vậy thì không, thì không. Quý vị nói, trời ơi ông thầy gì mà hứa kỳ cục gì, hứa leo quá cho tôi leo cây suốt. Dạ em kẹt máy bay chứ em không muốn đâu. Quý vị hiểu được cái gì, quý vị đâu có giận em nữa. Tưởng ông thầy em thầy leo. Rồi bây giờ nếu mà em giận là em nói, ừ tôi vậy đó, chịu theo. Giận nữa. Cho nên trong cuộc sống này Phật dạy hay lắm, chỉ cần có một cái thôi. Cái đó là cái gì? Cái tri. Tri là gì? Là biết. Tri là biết, mà biết tận nguồn cội, biết nhân duyên, biết quả báo, biết tất cả thì cái gì nó cũng vượt được. Nhìn tất cả các pháp, thấy nhân duyên của nó, thấy quả báo của nó, thấy sinh diệt của nó. Ví dụ nhìn cái hoa này, nhìn cái hoa này thấy nhân quả của nó là gì? Nhân là do nó có cái hạt, nó có đủ đất, đủ nước, đủ ánh nắng, đủ không khí, đủ sự chăm sóc, cho nên nó đẹp. Phải không?
và biết luôn cái quả của nó là để vậy thôi, hai tuần sau, ngày mai, ngày mốt bắt đầu nó từ từ nó nổi đung đớm, nó vàng 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 giống như mình đổ đồ mồi vậy đó. từ từ nó rụng nó héo đó, biết nhân quả rồi cũng đem nước vô cho nó cái duyên, nó sống nhờ nước. Lúc nó ở trong chậu dưới đất nó sống nhờ đất, nhờ nước, nhưng khi cắt nó rồi là nó sống nhờ nước và mỗi ngày phải chăm nước. Nhưng chăm thì chăm, heo vẫn heo, chết vẫn chết, y chang như mình đây, kem vẫn tho. Cái gì đó, uống thuốc bổ đủ thứ mà bệnh cũng vẫn bệnh, nhăn vẫn nhăn, dưỡng cỡ nào nó bạc chừng nấy. Đúng. Tới khi mà thỉnh thoảng giơ tay lên, em xin tặng bộ tóc em cho những người người ta bệnh cancer. Dạ em xin lỗi chị, em không nhận tóc nhuộm. Em chỉ nhận tóc chưa bao giờ nhuộm mới làm được, tóc nhuộm không làm được. Thật hiểu nhân duyên. Ủa sao kỳ vậy? À, tôi cho mà còn kỳ thị. Em rất có kỳ thị là em xài không được, không lấy chi. Hiểu ý không? Cho nên cái người mà thấy được các pháp như vậy, thấy nhân duyên, thấy quả báo, đó là trí. Mà có cái chữ trí đó thì sống hạnh phúc, sống an lạc. Không phải là mình sống thờ ơ trước các mọi việc, mà mình biết vững vàng trước mọi việc. Đó là cái mà Phật dạy chúng ta. Cho nên Đức Phật ấy, thường thường ấy, ngồi, quý vị ngồi vững. Ngồi giống như ngồi, cái cách ngồi của Phật là ngồi vững chãi đi chứ, để biểu tượng. Biểu tượng lên là cái sự kiên trì vững chãi của một con người. Chỉ khi ngồi phải ngồi cho vững, khi đi phải đi từng bước, đi cho ngang. Tại vì đi từng bước thì nó chắc từng bước. Thường thường mình đi từng bước nó mới chắc, còn đi mà hấp tấp thì nó trật, nó té. Ngồi mà ngồi vững không ai đẩy mình được, phải không? Đứng mà đứng thẳng thì cái hình mà có ngay thì cái bóng nó mới thẳng. Hình trực thì ảnh đoan, cái câu ta hay dùng vậy. Hình trực ảnh đoan, hình ngay là bóng thẳng. Hình cái tướng đứng mình nó méo thì cái bóng mình nó xiên. Đó là sự nghiệp nó như vậy. Tiền của ai cũng cần, nhưng mà chúng ta, Pháp Hòa Thượng nói đó, ai cũng cần tiền, nhưng mình không có tham tiền. Cần tiền để sử dụng thôi. Tại vì mình tham là mình muốn gì? Bòn mót của người khác. Hãy mà tham là thế nào cũng lấn chiếm của người ta. Còn mình sử dụng đúng mức thì cái việc nó đến đúng mức. Mình có tin nhân quả thì mình mới sống có nhân, có quả. Vì sao? Mình ứng nhân với người thì người sẽ đáp quả với mình. Cho nên đám cưới quý vị thấy bưng nguyên khay lại, xong rồi người đàn gái phải làm gì? Trả quả, thể hiện ngay cái lễ cưới đó. Đàn trai bưng mấy cái khay lễ đó, hỏi vợ cưới nhau xong rồi, trước khi về đàn gái phải hồi quả một phần nào. Đó là cái lòng. Rồi quý vị đi đánh tang đó, quý vị đến để tiền phúng điếu hay là lại chia buồn, rồi trước khi ra về tang chủ đưa gì cho mình? Một sợi chỉ đỏ, một cục kẹo, thỉnh thoảng sang nữa cho đô la vô. Đô la là phụ thôi, cái chính là cục kẹo với sợi chỉ. Sợi chỉ màu đỏ là gì? Kết nghĩa, cột cái tình nghĩa, gọi là cát tường. Mình đến đây mình chia buồn, nghĩa là chia cái đắng. Người ta không chia, người ta chia buồn, mình nói mình chia buồn, nhưng người ta sẽ chia lại mình cái gì? Cục kẹo là tượng trưng cho cái ngọt. Anh đến đây chia buồn là chia cái đắng, tôi xin gửi lại anh một viên kẹo lấy ngọt. Ta có làm, ta có ý nghĩa hết nhé, phải không? Nhưng mà tại vì mình không hiểu chứ mình thấy nó bình thường. Nhưng mà người xưa, mỗi việc làm của người ta đều có cái ý nghĩa trong đó. Cái ý nghĩa trong đó hết. Rồi nhiều khi người ta, những cái nơi mà người ta làm nó bài bản chút, trên cái bao thơ người ta còn viết hai chữ kết nghĩa, là để cái sợi dây đỏ và cái cục kẹo nó vào, ta lì xì lại cho nó. Mình nói tôi đến đây tôi chia buồn với gia đình, phải không? Ta chia buồn
Nhưng mà xong rồi dạ, tôi xin gửi lại anh chị gia đình cái viên mở ra có viên kẹo sợi chỉ. Hồi đó Việt Nam á, nhiều người ta đi thông rồi ta lấy cái sợi chỉ đỏ ta quấn trên cái nút áo rồi ta để đó cả ngày ta mới xong ta lấy. Còn mình bây giờ lấy về nhiều khi mình chỉ để vậy thôi, nhưng mà đó là cái hồi quả, phải không? Mình đến với người ta như thế nào, người ta sẽ đôi khi cái quả nó trội hơn. Mình đến mình đưa, mình chia cái đắng, nhưng người ta sẽ hồi lại mình cái ngọt. Nhân quả cũng vậy. Có đôi khi mình tốt với người này, có thể không phải người này trả mình đâu, ai kia trả cho mình. Tại vì nó cũng mất, nó mất đâu hết. Đó, thôi thì trước khi quý vị có những cái câu hỏi thì con và chia sẻ với quý vị ba điều trong kinh ha. Bất kiên tài, mậu dịch kiên tài, tiền của, lấy cái tiền của không kiên cố, hãy tạo những gì, lấy tiền của đó đó để tạo những cái tiền của kiên cố, là bố thí cúng dường làm phước, giúp đỡ cho mọi người. Tiền bạc là tạm bợ, nhưng biết nếu chúng ta biết sử dụng tiền bạc tạm bợ này, nó làm những việc rất hay. Ví dụ như mình xây dựng những trung tâm, tạo những cái cầu đường đào giếng cho người ta. Đó, ví dụ như những nơi mà có những lúc bị nước mặn, mình giúp cho người ta đào những cái giếng nước ngọt. Người ta không có đường đi qua, mình làm những con đường cho người ta đi. Thay vì tiền của thì mình xài hết. Bây giờ mình lại biết làm những cái việc mà người biết bao nhiêu người được thọ hưởng. Đó, cái đó gọi là bất kiên tài, mậu dịch kiên tài. Cái thân này trước sau gì nó cũng sẽ già bệnh chết. Thôi thì trong thời gian nó chưa già, nó đang già mà chưa hẳn già lắm, mới già áp. Đang già, đang dần bệnh, nhưng mà đang còn ok lắm, thì hãy làm những gì mà trong khả năng mình làm được. Bất kiên thân, mậu dịch kiên thân. Lấy cái thân không kiên cố này làm những việc kiên cố. Bất kiên mạng, mậu dịch kiên mạng. Lấy cái thọ mạng ngắn ngủi tạm bợ mỏng manh này làm những việc mà kiên cố khác. Nhìn lại thì mình thấy mình đã có làm chút chút rồi, chứ không phải không làm đâu. Nhưng mà Hòa nói thêm để mình mỗi khi mình tiếc của một chút thì mình nhớ câu Phật dạy: tiền tài là vật ngoài thân, mà mình đem sử dụng thì xa gần hưởng lấy. Phải không? Nó là vật ngoài thân. Có ai đó tiền tài là vật của tôi, miệng vẫn nói là ngoài thân, nhưng mất một chút là rần rần nổi đi. Tiền tài là vật ngoài thân, sử dụng mà đúng mức thì xa gần được lắm, được hưởng. Thân này tạm bỡ mỏng manh, nhưng mà để mình biết sử dụng á, không thì tâm thành mình đem cho tất cả. Quý vị thấy những người tu tập, những người đã hy sinh. Pháp Hòa nhớ bà Mother Teresa, bà nói một câu rất là hay: "You don't have to do something great. You can do something small, but with your great heart." Mình không cần làm những việc lớn lao, có thể làm những việc rất đơn giản và nhỏ bé, nhưng hãy làm những công việc nhỏ bé đó bằng trái tim rộng lớn. You don't have to do something great. You can do something small with your great heart. Việc đó mình làm. Nhiều khi một ly nước thôi, đơn giản ai cũng rót được, nhưng cái ly nước đó có giá trị hay không? Đây, ly nước này có giá trị. Rót xong rồi hai tay đổ bưng lên. Rồi nếu mà giá trị, chúng ta mời thầy xơi nước, uống nước. Còn nếu mà không có giá trị, nè uống đi. Giận tức chút nữa thì đang giọng đi. Có giá trị. Giá trị không? Quý vị dọn cơm lên nhìn mâm cơm biết có giá trị. Cho nên mỗi ngày á, mình nấu cơm xong, tâm mình trong khi mình nấu mình giá trị, nấu bằng hạnh phúc. Nấu bằng hạnh phúc là hôm nay tôi được nấu cơm cho người nhà ăn. Bữa nay con nó về nó ăn cơm với mình,
đó là hạnh phúc. Dọn một bữa cơm để gia đình cùng ăn, đừng có thấy con mình là yêu tinh quỷ quái gì, đi ở đâu rồi về báo tao rồi. Mình cứ giá trị bằng những cái lực năng lực như vậy thì làm sao nó ăn nổi, phải không? Thành thử ra cái từ trường đó nó toát ra. Ngày xưa mà Đức Phật đã độ có nhiều người, Đức Phật đâu có cần nói pháp đâu, chỉ cái hình ảnh hiền lành của Đức Phật cảm hóa được họ. Như Pháp Hòa kể cái chuyện mà năm anh em ngài Kiều Trần Như quyết định là không có tiếp cái ông đạo sĩ Tất Đạt Đa này, tại vì ông đã từ bỏ cái lối tu khổ hạnh, ông không có trung thành với pháp tu, vậy là ông là người thua cuộc. Cho nên bây giờ ông đang đến thăm mình kìa. Năm người của mình quyết định là không tiếp ông nha. Năm người nói như thế. Nhưng mà khi Đức Phật từ tốn đi tới, và cái niềm hoan hỷ của ngài, mình sắp sửa gặp được năm người bạn xưa đã tu chung với mình, mình sắp sửa được nói những cái giáo pháp màu nhiệm cho họ nghe, Đức Phật không hề chứa đựng bất cứ một cái tâm tư phiền não nào. Ví dụ Đức Phật đây, bữa nay tôi tới nha, tôi dạy cho năm ông bài học nha, biết tay tôi nha, và đó khinh thường tôi. Hoặc không hề có những tâm đó, nhưng họ lấy cái tâm đó họ sẵn sàng từ chối. Nhưng cuối cùng năm người không ai nói ai, tự động đứng dậy, người đi lấy cái ghế, người đi pha nước, người lấy khăn, vân vân. Đức Phật đã nói bài pháp gì mà năm người đó đã đứng dậy? Bài pháp oai nghi, tế hạnh, cử chỉ nhẹ nhàng, tâm từ lạc hậu. Có những người quý vị chỉ ngồi gần chơi với họ mà cảm thấy thoải mái vô cùng. Tự nhiên đâu ra. Nhưng có những người, hôm qua bà có nói với mấy em, bà nói người xưa ta có cái câu đó, tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cứu đan. Nếu mình uống rượu á, mà gặp đúng đối tượng tri kỷ uống rượu với mình á, ngàn ly vẫn thấy ít. Tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, rượu mà gặp được tri kỷ thì ngàn ly vẫn thấy ít. Nhưng mà nói chuyện không hợp với nhau rồi đó, thoại bất đầu cơ, nói chuyện không hợp rồi, bán cú đa nửa câu thôi, muốn nghĩ nói về thoại bất đầu cơ bán cú đa, nói chuyện không hợp nửa câu là thấy đã quá nhiều. Cho nên cái từ trường, vậy thì chúng ta mỗi ngày chúng ta tụng kinh nè, niệm Phật nè, ngồi thiền nè, tất cả những cái đó để làm gì quý vị không? Để tạo cho mình có một từ lực, từ trường. Tại vì khi mình đọc kinh, mặc dù có thể thỉnh thoảng mình suy nghĩ tầm bậy, nhưng mà ít nhất miệng mình giờ đang đọc lời, thân mình đang hành lễ, mặc dù mình chưa 100%, nhưng mà ít nhất trong giây phút đó mình đã có sự trở về hành trì. Một ngày như vậy, hai ngày như vậy, nhiều năm như vậy, thì làm gì không thân tướng trang nghiêm, làm gì mà diện mạo mình không thay đổi. Tự nhiên ta gặp mình, ôi sao lúc này nhìn chị sáng sủa vậy? Dạ hồi đó tối mới sủa, chúng ta có sáng. Thường thường tối mới sủa, chúng ta sáng mới sủa. Sáng này. Mình quý vị cái tình, mình tu là mình thay tu. Tại vì tu là chỉnh. Ngồi thiền là đi sửa sắc đẹp số 1. Ngồi ngay nè, sửa tướng là gì? Phải không? Không có chỉ trỏ nữa, hay là mắt mình nhìn xuống cũng không nghiết ló gì nữa, cho nên khỏi cắt mắt, khỏi mắt gì hết, để yên. Ngồi thiền là một sự sửa sắc đẹp rất hay. Quý vị tập đi, mỗi ngày 10 phút, rồi dần dần lên 15 phút. Người nào mỗi ngày ngồi được nửa tiếng, chỉ cần trong vài tháng thôi, quý vị sẽ thấy thân tâm quý vị thay đổi lắm. Tự nhiên bây giờ mình biết nhịn, mà nhiều khi cái nhịn đó nó không cần phải cố gắng nữa. Sao mình nhẹ nhàng với câu nói đó quá, ngày xưa mình không được đâu. Tự nhiên sao bây giờ mình nhẹ nhàng quá, tại sao biết không? Cái này trong nhà Phật gọi là gì? Vô công dụng hạnh.
không cần phải bỏ công làm gì nữa, nhưng mà cái diệu dụng đó nó đi ra một cách rất nhẹ nhàng. Hồi đó mình mới bắt đầu có chương trình seat belt đi lái xe, lúc nào lên xe cũng phải nhớ. Bây giờ đâu cần nữa đâu, ngồi xuống cái tự nhiên tài kéo cài, kéo cái dây belt và cài, đó là gì? Vô công dụng hạnh. Giống như mình đó, có nhiều người hay quên đó, để trước cửa nhớ tắt bếp trước khi ra cửa, vậy mà vẫn quên như thường. Không có những người không nói gì hết, nhưng mà cứ hãy trước khi ra khỏi nhà đi vòng coi cửa lửa lọc. Vô công dụng hạnh, mình tu tập cũng vậy. Một thời gian là tự nhiên những cái năng lực đó. Cho nên Đức Phật á, trong sử nói á, là Đức Phật thuyết bài pháp Tứ Diệu Đế là bài pháp đầu tiên cho 5 ngày kiều trần nhân. Nhưng mà cái nói mà năm cái bài pháp Tứ Diệu Đế nó thuộc về khẩu giáo. Nhưng mà cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật đã nói với năm anh em ngày kiều trần nhân là thân giáo. Cái cách đi đứng của ngài trở về, và cái thân đó nó từ đâu nó đi ra? Từ cái ý giáo, cái tư duy của ngài. Thí dụ như mình giận đứa con, mình muốn ngọt nạt nó, nhưng mình nhớ trực là nó đi, nó bỏ nhà nó đi mấy tháng nay cũng vì mình đã la rầy gây gỗ với nó. Bây giờ nó đã trở về, mình làm cha mẹ, mặc dù nó, mình tạm gọi nó là nó khổ đi, nhưng mà thủy chung nó vẫn còn nhỏ. Nó có chuyện gì là mình khổ chứ ai. Thôi kệ, ráng nhìn nó một chút, nó về là mừng rồi. Cái ý nó nói, cái tâm tư mình nó nói vậy, cho nên cái nó quán được, nó chuyển được cái thân mình. Thay vì nãy mình vừa phóng ra đó, đi đã rồi hả, lết xác về rồi hả, nói câu đó đi nữa. Thôi đừng nói những cái đó nữa. Thì cái ý giáo, cái tư tưởng mình nó khởi lên, nó giáo hóa cái thân mình. Đừng nói như đó, đừng có nói, đừng có hành động như vậy. Thì tự nhiên, thì bây giờ nó nói cái con ăn gì chưa, con mới về, tự nhiên nó thấy nhẹ liền. Nó thấy gì, nó chuẩn bị tư thế là nó phản ứng lại với mình đó. Nhưng mà không ngờ mình đã nói một cách hay thôi. Cái cách đó là cách giáo hóa, phải không? Mà cái cách đó, cái đó là đối trị. Mà mình biết lấy cái hiền lành để đối trị cái hung dữ. Người ta đối trị bằng cách đó, có những lúc lấy hung dữ trị hung dữ, nhưng mà có đôi khi phải lấy hiền lành độ cái hung dữ, phải không? Đó. Cho nên nhiều lúc cái pháp ngược là gì? Lấy bố thí để độ sang tham, lấy thiền định độ cái tán loạn, lấy cái tinh tấn độ cái giải đãi. Tại con người mình nó có những cái tiêu cực, như là biến nè, rồi như là gì, hôn trầm nè, tán tâm nè, nghi ngờ nè, thì lấy những cái pháp kia độ nó ngược lại. Lấy cái thiền định độ cái tán loạn, mỗi ngày mình có định, cái tâm mình nó vừa nhảy đi kéo nó lại. Rồi mình có lười biếng không? Có. Tự nhiên giờ mình nói thôi, mình ý thức thân này là vô thường, sống nay chết mai, ráng ngồi dậy, ngồi thiền hành trì, lấy cái tinh tấn độ cái giải đại. Rồi có nhiều khi mình làm thiện mà sao người ta cứ nghi khó dễ, nói vô nói ra, nghi ngờ mình nản mà nó muốn làm nữa, giải đãi rồi đó, không muốn làm nữa. Thôi, ai nói gì nói, cái người lỗ là người nghèo. Ta mình bị cái người ở đâu nói, tự nhiên mình đi bỏ bê những cái người ta khổ, ta đang cần mình giúp. Nhờ lấy cái hình ảnh người đó làm cái năng lực mình đi lên. Cho nên lấy cái tinh tấn độ cái giải đãi, lấy cái bố thí độ cái sai. Quý vị cứ làm như vậy là mình tu tập. Quý vị nhớ là Đức Phật chỉ nghi cho con người cái cuộc sống của chúng ta, chứ không phải nói chuyện đâu xa. Và ví dụ mà Phật có nói chuyện trên trời, chuyện địa ngục, chuyện đâu đó, nói phụ thêm. Cái chính là Phật nhắm thẳng con người Phật. Mà con người có những cái problem gì, cái những khổ gì, Phật nói những cái đó và cái pháp để mình điều phục cái đó. Thế thôi. Vậy thì đạo Phật, đạo cho con người, đạo cứu khổ, mà không phải là cứu cái gì.
cuốn tất cả những cái nhân mà trước khi chúng ta tạo tác. Nếu mình lỡ có cái quả vẫn cứu được, nhưng mà cực hơn. Ví dụ như quý vị muốn nấu canh chua, quý vị lên công thức làm sao sao, trời nấu trật rồi bây giờ biểu sửa lại được, nhưng mà sao khó hơn khi mà mình bắt đầu nấu. Nào mình may cái áo hư sửa được, nhưng mà cực hơn là biết cách may ngay từ lúc đầu. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng, nhân đọc một cái câu kinh Đức Phật dạy có ba điều ha. Lấy tiền của tạm bợ sử dụng cho đúng để nó thành ra cái kiên cố, lấy cái thân tạm bợ để sử dụng làm những việc kiên cố, lấy cái thọ mạng tạm bợ làm những việc kiên cố. Thật sự mình không làm nó cũng chết, nó cũng tiêu tan giống nhau, nhưng nếu chúng ta biết làm, biết sử dụng thì nhiều người được hưởng lợi lạc nhiều hơn. Chúc đại chúng an lạc, tu tập tinh tấn theo lời Phật dạy. Giờ có câu hỏi gì không? Ai có câu hỏi gì hỏi đi. À, quý vị có nghe câu hỏi không? Làm thế nào để không còn luân hồi? Chị chắc là chị không muốn luân hồi không? Tại vì không luân hồi buồn lắm. Trong khi đó mọi người luân hồi hết. Thật sự ra đối với những ai mà chưa hiểu chữ luân hồi, luân hồi là một sự trở lại. Ví dụ mình nghĩ mình chết, mình luân hồi tái sinh là một người khác. Nhưng mà thật sự ra nếu mình nhìn rộng cái nghĩa luân hồi của Phật giáo á, thì cái chữ cái luân hồi này nó không phải nó chỉ happen nó ở trên con người không, mà nó ở trên tất cả mọi thứ. Pháp Hòa ví dụ trời nắng bốc hơi nước, nước nó bốc hơi, vậy thì nước bây giờ nó luân hồi thành hơi, rồi nó thành mây. Mây á nó luân hồi là mưa rơi xuống hồ. Cái hoa này hai tuần nữa nó luân hồi thành phân để nó nuôi những cái cây hoa khác luân hồi thành những loài. Rồi những cái giấy mà mình sử dụng đó, mình bỏ recycle là mình đang đưa nó về luân hồi với gì nữa. Nhưng mà mình muốn nó luân hồi một cách hữu dụng. Như vậy cái vấn đề không phải là chúng ta chấm dứt luân hồi, mà cái vấn đề là chúng ta luân hồi cho có ý nghĩa. Hiểu ý không? Thí dụ như bây giờ, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nè, là một người xấu, ăn trộm, ăn cắp, đủ thứ hết. Một ngày nọ Pháp Hòa ý thức được điều đó, thì Pháp Hòa cải đổi cái cuộc sống mình lại thành một con người mới. Bây giờ biết thương, biết chia sẻ hơn. Ý, sao bữa nay nhìn không còn như người xưa? Dạ, nó, cái người xấu nó chết mất rồi. Bữa nay nó đang luân hồi trở thành một người tốt. Như vậy cái vấn đề không phải là mình giết nó đi, mà mình biết làm sao để quán chuyển và thay đổi nó đẹp hơn. Một cái bức hình nó xấu, nhưng mà nhiều khi nó chỉ có một góc xấu đó thôi. Mình chỉ biết điểm tô là nó đẹp thay vì mình vứt cả tấm hình. Luân hồi không có xấu. Nhưng mà tại sao Phật dạy mình tu mặc dù mình vẫn luân hồi? Để mình luân hồi đẹp hơn, dễ thương hơn. Mình vẫn là một con người, nhưng mà con người sống không biết đạo đức. Thì bây giờ ráng tu để có luân hồi đi nữa, thì một con luân hồi rất đẹp. Một cái sự luân hồi mà ai cũng thương yêu. Hiểu ý không? Còn cái chữ mà nó là dứt luân hồi trong nhà Phật muốn nói đó là dứt khổ đau của sự luân hồi. Tại vì mình hiểu nó rồi mình đâu khổ nữa. Pháp Hòa ví dụ bây giờ nè, chị nấu một nồi cơm sống. Trời ơi, chết rồi, nấu cơm sống. Thôi hốt, vứt thùng rác đi. Cái người có tuệ giác, ê, khoan, nó sống là do nó nhiều gạo quá, nó không đủ nước. Hãy sang nó ra hai nồi, thêm một miếng nước, mình sẽ có một nồi cơm chín. Vậy thì từ một nồi cơm sống mà nó luân hồi thành một nồi cơm chín.
lỡ cơm nó sình không sao, cho nước vô nấu cháo. Nếu mà lỡ nấu cơm nguội, nếu nấu cơm nguội mà cơm nguội nó mình không ăn nữa không sao hết, rải cơm ra trong cái rổ phơi cho khô hoặc là sấy trong lò để làm gì, mai mốt làm cơm chiên giòn rất là ngon. Thả vô deep fry xong vớt nó ra, rắc chút bột nêm ớt rồi qua, thành ra cơm cháy sấy gia vị rất là ngon mà không phí. Có một cái ông nhà giàu kia xài phung phí cơm gạo, thì ông cứ ăn xong ông vứt vô cái chén là nước nó mới dội xuống cái đường cống á. Thì ở dưới cái đồi đó có một cái ngôi chùa, thì cái vị hòa thượng đó ở cái chùa đó, thì có một ngày nọ ông cái nhà giàu, ông nhà giàu này ông bị nghèo khổ đi, thì ông mới đi ăn xin, thì ông lang thang tới cái ngôi chùa đó, thì hòa thượng nó mới đãi ông bằng cơm của chùa. Thì ông mới nói wow, sao cơm này ngon quá vậy. Thì hòa thượng nói dạ, ông cũng cảm ơn hòa thượng. Thì hòa thượng nói ông khỏi cảm ơn tôi, vì những cái thức ăn mà ông đang ăn đây là cũng của ông đó. Ông nói là sao? Hòa thượng mới nói ông thường hay phí thức ăn rồi đổ xuống cống, nó rớt xuống cái đường cống của chùa, tụi tôi hứng lại, tụi tôi rửa sạch rồi phơi khô để dành ăn đó. Cho nên cái phung phí của ông chính là cái gia khương, là cái cao lương mỹ vị của nhà chùa. Và hôm nay nhân quả phung phí thì nghèo đói, cho nên ông cũng vòng vòng luân hồi. Ông từ một cái người sung sướng bữa nay luân hồi xuống khỏi khổ, rồi ông luân hồi xuống khỏi khổ để ông nếm được cái hương vị của người khổ, để ông phát tâm ông sống tốt hơn. Nếu một ngày này ông có tiền, ông đừng phung phí mà coi thường người nghèo nữa, ông luân hồi tốt hơn. Như vậy thì cái sự chấm dứt, cái chữ mà chấm dứt luân hồi của nhà Phật muốn nói đó, không phải là mình đi đâu, nhưng mà chấm dứt khổ đau của luân hồi. Bây giờ mình ở đây vẫn sanh già bệnh chết đúng không? Nhưng mình có hiểu đạo rồi thì sự luân sanh già bệnh chết này nó khổ hay là nó bớt khổ? Không dám nói hết khổ mà gì? Nó bớt khổ, dễ chấp nhận. Có những Phật tử sau khi hiểu đạo rồi, bác sĩ báo cho biết chỉ còn 3 tháng nữa nhưng tâm vẫn an lạc như vậy. Sáng nay Phật Hòa mới thăm một Phật tử đệ tử, dù biết mình không còn bao lâu nhưng rất bình an. Mỗi ngày nghe pháp của thầy, nghe suốt ngày tụng kinh. Thầy, khi nào con có về Phật, thầy cho con về Tây Thiên. Thảnh thơi lắm. Người đó mới là người chấm dứt luân hồi sanh tử, nghĩa là không khổ đau với nó. Cho nên á, mình á, con người mình không hiểu thì sanh tử vì lao. Sanh tử quỳ lao là sống chết cực nhọc lắm. Còn cái người mà hiểu đạo rồi gì? Khứ lai tự tại, đến đi thông dân. Mây, nó là một đám mây rất đẹp, nó sẽ rơi xuống làm mưa. Lúc nó làm mây vẫn có người ta làm thơ được, khi nó rơi xuống làm mưa nó và người ta vẫn chế nhạc được. Lúc nó làm mây thì người ta có bài hát mây sao còn lơ lửng không bay về đây. Khi nó rớt xuống là mưa, không? Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây trừ nghe mưa lại buồn. Mây mưa vẫn có thể thơ của nó, vẫn có cái đẹp của nó. Nó xuống hồ nước vẫn đẹp của nó, rồi nước nó đi về nước trà, nước cà phê, tất cả các loại nước, nó luân hồi rất đẹp và rất hữu dụng, nó không khổ đau với luân hồi. Chỉ có mình không biết mình ngồi mình rầu. Giống như Phật, bây giờ Ngài không ở thế giới Ta Bà này nữa, hỏi Ngài đi đâu? Ngài đang ở bất cứ một quốc độ nào mà đang cần sự có mặt của Ngài. Thầy Pháp Hòa 2-3 ngày nay không có mặt ở Edmonton. Thầy Pháp Hòa đã luân hồi ở tỉnh BC. Trưa mai em sẽ luân hồi về lại Alberta. Rồi thứ năm em sẽ luân hồi qua Mỹ. Không, thứ năm em luân hồi qua Mỹ. Em luân hồi mỗi tháng, mỗi ngày, mà chỗ nào em cũng hạnh phúc hết. Tại đi đâu cũng được ăn, đi đâu cũng được nói, đi đâu cũng được mọi người thương mến. Vậy thì đâu có, mình có luân hồi mà không khổ đâu. Vậy thì quý vị nhớ là nhà Phật dùng chữ luân hồi để nói với chúng ta luân hồi có khổ.
positive. Tại sao một cái đứa nhỏ kia nó xấu ác quá mà bữa nay nó hiền lành, vậy thì nó luân hồi là gì nữa? Tại sao mình không chấp nhận cái luân hồi đó? Nếu mà, nhưng mà đứa nhỏ, từ một đứa nhỏ xấu mà bữa nay nó thành tốt, nó có vô thường không? Vô thường. Hôm qua nó xấu, nhờ vô thường nó thay đổi. Cho nên vô thường cũng không xấu. Do mình nhìn cái vô thường hẹp quá. Vô thường là thay đổi, mà mình cứ chấp nhận thay đổi cái xấu. Ví dụ như đang trẻ, cái già cái kêu vô thường. Đúng. Nhưng mà cái đứa nhỏ nó có vô thường không? Có. Nếu nó không có vô thường là sao nó thành người lớn? Hồi đó Pháp Hòa về FBC này, Vancouver lần đầu tiên, năm đó Pháp Hòa chỉ mới có 16 tuổi, mới vừa đi xuất gia xong là được đi qua Vancouver lần đầu tiên, phải không? Và có những bác đã từng gặp Pháp Hòa thời điểm đó, phải không? Và ngày hôm nay nhờ cái vô thường, cho nên từ một chú tiểu 15 tuổi mày bây giờ thành một ông thầy. Như vậy thì cái vô thường nó đâu có xấu. Ăn thua mình biết gì, biết nó vô thường và o bế vô thường để làm sao nó vô thường trong cái khuôn khổ đẹp. Cũng giống như cái cây nó lớn lên, nó mọc, mình biết nó sẽ leo như thế nào, mình giăng những cái dây để cho nó leo. Quý vị thấy bonsai không? Đó, quý vị thấy nó vô thường, nó uống cái kiểu nào mình làm cũng như thế. Phật giáo dạy mình là như vậy đó. Đạo Phật chỉ mình cái cách làm sao mình tu tập không khổ đau bất cứ những cái gì mà mình biết nhìn nó bằng cái cặp mắt tích cực và đưa tất cả về cái khuôn khổ. Không có chấm dứt luân hồi mà không khổ đau khi luân hồi. Và biết tu tập để đưa cái luân hồi nó thành mỗi ngày mỗi thăng tiến. Xin lỗi thầy, ngày xưa là ở Việt Nam ở gần xóm đó, một gia đình cái bác đó mỗi ngày người ta giết heo để đem ra chợ bán. Sau khi đó, khi mà cái bác đó mất, trước khi mất á, người ta phải đem cái thao với con dao và bị đâm heo tới đó. Tại sao? Sao lúc đó cô không hỏi luôn? Chuyện của hồi đó của người ta, em như vậy em không có là em. Người ta làm mà cô hỏi em. Chuyện của người xưa mà hỏi nhiều người nay. Chậm cô thôi. Dạ, em hỏi thử thôi. Tại là nhỏ nó không biết gì mà thôi, tại sao phải đem cái thao? Em nhỏ hơn cô đó nha. Dạ. Đem con dao nữa. Không biết để làm gì. Thưa đại chúng, là cái đó cũng là một cái cách mà người ta làm để mà thể hiện cái tính cách trả nhân trả quả của một người tạo tác. Vì cái người theo xưa Pháp Hòa cũng có biết cái chuyện đó, là những người người ta làm những người cái nghề tạm gọi là đồ tể, thì khi họ mất khó khăn, thậm chí họ nằm một quằn quại, họ hét như những cái tiếng của con vật mà khi xưa họ còn sống họ hay giết, thì bây giờ phải lấy đúng cái bộ đồ nghề mà ngày xưa họ hay hành nghề đó, và tưởng giả như họ đang là một con vật đó, rồi cũng làm cái hình ảnh mà họ làm, ví dụ như là cắt cổ thọc huyết, rồi làm sao đó để họ trả cái quả lúc đó để họ được ra đi, còn không họ cứ dây dưa khổ luyện. Cái đó là một cái giống như một cái mẹo mà giúp cho cái người đó, và cũng nói lên cái nhân, cái đạo lý nhân quả của mỗi người. Mình làm cái nghề gì, thí dụ có người đó họ đập đầu cá, thì khi họ sắp mất họ quằn quại trên giường bệnh, nó ôm đầu mà đau không chích chữa, không mất được, thì người ta mới lấy cái cây mà họ thường hay đập cá, họ làm cái hình ảnh, cái hình thức như vậy để giúp cho họ đi cho nó nhẹ nhàng. Thật ra cái đó không phải là cái cách của đạo Phật đó. Nhưng mà đây là người xưa, người ta thể hiện là mình sống bằng cái nghề nào thì chết theo cái nghiệp đó. Mình hay nói cái câu là sanh nghề tử nghiệp, cái nghiệp đó mình phải trả. Thì cho nên đó, tất cả trong cái các cái nghề thì mình cố gắng mình tránh những cái nghề nào không làm tổn hại đến người khác. Thí dụ bây giờ mình không có làm cái nghề sát sinh đi, nhưng mà tại sao Phật cũng không cho mình làm cái nghề bát rượu? Trong giới Bồ Tát á, uống rượu á,
tội nhẹ hơn bán rượu. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình có uống rượu á, mình có sai rượu và mình làm sai đi nữa thì tội lỗi ở đâu? Ở nơi một con người của mình. Nhưng nếu mình bán rượu á, thì bao nhiêu người? Hàng ngàn người say xỉn, mất trí tuệ. Như vậy bán rượu lỗi nặng là bởi vì mình đem cái giống say đó, mình trang rãi cho nhiều người. À, còn mình có tự thân mình uống, lỗi mình thôi. Cũng giống như á, quý vị thường nghe câu á, phá giới không có lỗi bằng phá kiến. Nghĩa là nếu mình có phạm giới, có tội đi nữa, một mình thôi. Tôi là người phạm tội, phạm giới thì mình tội. Nhưng nếu mình lấy cái tri kiến sai lầm của mình mà mình đem nói cho người này người kia, người ta nghe theo cái tri kiến sai lầm đó, người ta lạc đường lạc lối đó, đâu phải một người phải không? Ngàn ngàn. Đó, ví dụ bây giờ tự nhiên ở đâu Pháp Hoàng mới nói vậy. Pháp Hoàng mới nói ở nhà của quý vị, quý vị không được thờ Phật Di Đà, tại vì Phật Di Đà chỉ độ người chết. Quý vị không được thờ Ngài Địa Tạng, tại vì Ngài Địa Tạng ở dưới địa ngục. Không lẽ quý vị muốn gia đình mình có người thân mất ở địa ngục, nói những cái điều mà nó không có lý lẽ. Đó là một cái tà kiến lệch lạc. Rồi đem cái tà kiến lệch lạc đó nói cho bao nhiêu người nghe. Một mình hiểu như vậy, mình làm sai, bất quá mình thôi. Nhưng bây giờ mình nói vậy, cái hàng ngàn người nghe, phải không? Cho nên có phạm giới, tội mình ạ. Nhưng mà nói cái điều mà tà kiến đó, nó làm sai cho nhiều người, lỗi nặng hơn. Cho nên phá giới không bằng phá kiến. Uống rượu, tội nhẹ, bán rượu là tội nặng. Cho nên mình tránh những cái ngành nghề nào mà tổn hại đến người khác và loài người. Hay gì là Phật thưa thầy, nếu vậy ví dụ như là con hay bị tắc khớp mà nhức tay nhức chân rồi con ra cho tao con mua một thang thuốc á, rồi con bỏ rượu vô đó con uống á, nhưng mà con ở rượu mà thuốc lưỡi thì nó rất là nặng, thấy nhiều 30 độ, 7 độ á, thì con mua rượu tây thì nó khoảng 20 độ, như vậy thì con có lỗi không? Good question. But tell you the truth, I don't know. Rồi bây giờ Pháp Hòa trả lời câu hỏi ha. Nếu mà cô Phật tử vì bệnh uống rượu, nhưng mà rượu này rượu gì? Rượu thuốc. Quý vị nhớ Phật dạy mình giữ giới có 4 phần. Nhớ 4 chữ này nha: khai, giá, trì, phạm. Khai là mở. Lẽ ra không uống rượu, nhưng bây giờ mình bệnh cần ngâm thuốc với rượu để uống. Nhưng mà uống để xỉn hay uống để trị bệnh? Uống để trị bệnh thì uống đã trị bệnh thì nó uống bao nhiêu? Một ngày một muỗng cà phê hay một muỗng canh để trị bệnh. Thì cái đó nó có lỗi. Cái đó uống để trị bệnh, mà đã trị bệnh là phải có công thức. Như vậy gọi là khai là mở được uống. Hiểu ý không? Khai là mở là được uống. Bởi vì mình đâu có cố tình. Nhưng mà do bệnh, mà bệnh uống là phải có công thức. Khai. Giá là ngăn lại. Thôi bây giờ con hết bệnh rồi, bắt đầu trở lại giữ giới không uống rượu. Và trì giới không uống rượu. Nhưng mà giờ lỡ nghiện rồi, dạ con còn nhức quá, ngày nào cũng phải uống. Cái này là phạm. Khai, giá, trì, phạm. Phật rất là hay. Mặc dù Phật dạy như vậy, nhưng có những trường hợp phải du di, phải cởi mở. Như ngày hôm qua đây, có một anh kể. Anh nói là anh đi trên máy bay với một sư cô, mà cái người bút vé máy bay không biết có nhận thức ăn chay không, hay là họ quên không biết. Mà cuối cùng sư cô đi 10 mấy tiếng không có thức ăn chay. Thì cái trường hợp đó thì bắt đầu mình mới khai. Nghĩa là bây giờ cái mâm thức ăn nó bưng ra đi,
có cái gì dùng cái đấy. Thậm chí có một gấp bánh mì sandwich có ham, lột cái ham đó ra ăn bánh mì với cheese với lại rau cũng được. Tại vì cái trường hợp này là mình ăn để đỡ đói lót dạ để qua một chuyến bay. Cái này gọi là khai. Mặc dù bình thường là mình ăn cháy, phải không? Còn ví dụ mình mà mình nghe được trong máy bay này có rất nhiều món ngon mà nhìn xung quanh không ai quen hết, rất là thoải mái. Cho nên đem ra nó, oh, you wrong, I'm not vegetarian. Mình ăn cái mâm đó thì mình phải, đúng không? Cho nên đạo Phật không có phải để cho mình chết với giáo lý, mà chúng ta biết uyển chuyển giáo lý để chúng ta sống, chúng ta tu, chúng ta có hạnh phúc. Giáo pháp để giúp cho con người sống tốt, chứ giáo pháp không phải để cho con người chết với nó. Mình khổ mình đi tìm giáo pháp mà để mình hết khổ, mà tại sao bây giờ ôm một khối giáo pháp đau khổ? Có nhiều người lãm nén được, lãm kiếp được, càng tu thì mình trở thành một cái nùi gai, ai chạm vô phía nào cũng bị trầy tay, vì mình quá chấp vào một cái pháp. Cho nên trong kinh Phật dạy không, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp Phật mà còn phải xả, huống chi là cái không phải pháp. Và quý vị nhớ bài kinh Bắt Rắn không? Đức Phật nói cái người mà người ta biết bắt rắn là người ta lấy cái nạng, người ta chấn ngay cái đầu con rắn để con rắn không có cơ hội quay lại cắn mình. Nhưng nếu người không biết sẽ chụp cái đuôi rắn và con rắn nó sẽ quay lại nó cắn mình. Giáo pháp của Phật cũng vậy. Nếu không biết hành trì thì giáo pháp sẽ quay lại làm khổ mình. Đâu có ai dám nói điều đó. Lời dạy nào cũng đưa lên một cách cao tột chỉ có Đức Phật. Lời dạy của tôi mà quý vị không hiểu biết tường tận, ứng dụng, quý vị cũng khổ như thường. Như vậy thì quý vị nhớ là công thức để chữa bệnh chứ không phải công thức để thờ phượng. Mình đem một cái công thức lên bàn mình lại hì hục, mà trong khi đó nó rất hay, to thuốc có sẵn mà không uống thì không uống quá chừng. Phải không? Cho nên bốn cách để hành trì giới là khai, giá, trì, phạm. Có những cái mình phải trì, không được phạm, đó là điều ác. Có những cái mình phải làm, không làm là phạm, đó là điều thiện. Cho nên tác trì, chỉ trì, phải giữ một cái việc là chỉ là dừng, phải giữ một cái việc là phải làm. Làm cái việc tránh ác, làm cái việc làm lành. Gọi đó gọi là chỉ trì, phải làm việc dừng lại, dừng cái ác lại. Tác trì, phải làm một cái việc là việc làm. Cho nên bỏ tất cả điều ác, làm tất cả điều lành. Giữ tâm trong sạch, đó là lời Phật. Và khi tâm mình trong sạch, thanh tịnh, biết cái nào ứng dụng như thế này. Mặc dù hoa nó đẹp, nhưng cũng phải cấm cho nó vừa chừng coi nó mới đẹp. Nếu mà nó đẹp mà mình đem nuôi của một người thì nó chẳng đẹp gì hết, mà chỉ nó thêm rùm gà chật chội. Quý vị hiểu chưa đó ha? Cho nên cô cứ yên tâm, bệnh mình trị bệnh, mà đã là trị bệnh thì không ai làm dụng cả, phải có công thức. Cái đó gọi là khai để uống, gọi là khai. Hết bệnh thì phải giá, nhưng là rồi phải trì giới, còn không thì phạm. Bốn cách để trì giới: khai, giá, trì, phạm. One more. Quý vị nghe rõ câu hỏi không? Thì cô Phật tử hỏi là bây giờ giữa cái khi mình mất đi rồi, chôn thì sợ mình lung luyến cái xác thân, thiêu để trong chùa thì sợ mình lung luyến cái đống tro. Ở vòng vòng nghe kinh Phật cô không siêu được. Thì không mở kinh thì mở nhẹ. Thật tình đó,
Thật tình mà nói em chưa chết em cũng biết cái cõi đó. Em không biết thiêu rồi nó còn lẫn vẫn đâu đó. À, thật ra câu hỏi này là câu hỏi rất là phổ thông mà hình như là cứ đi giảng là lâu lâu là sẽ có người hỏi câu này. Và ở Vancouver này cũng hỏi nhiều lần rồi chứ không ít nha. À, bữa nay phải nói nữa. Thưa đại chúng, xin đại chúng nhớ một điều là con người là động vật tối cao. Con vật nó cũng chết, nhưng mà nó chết trong rừng thì tự động con vật khác tới xử lý cái thể thi thể nó. Ví dụ con nai nó chết, con khác nó ăn, con thỏ nó chết, con khác tới ăn, hoặc thậm chí nằm đó lâu ngày tự nó rã, nó không ai chôn cất chứ. Nhưng con người khác chứ con thú. Con người chết rồi thì không xử lý thì bắt đầu nó sình, nó thối lên. Cho nên bắt buộc phải có một công thức nào để xử lý. Thì con người chúng ta đơn giản là có 5 cách xử lý một cái xác chết. Đi chôn gọi là thổ tán. Đi thiêu gọi là hỏa tán. Thả xuống nước gọi là thủy tán. Bỏ trong rừng cho chim ăn là điểu tán. Bỏ trong rừng tự nó rã, tự nó con này con kia ăn là thi lâm tán. Tán cách nào cũng được, miễn xử lý xong cái xác đó thôi. Đặc biệt đối với người Á Đông, chúng ta sống bằng tình cảm, dù sống hay chết. Chứ thật sự đối với Tây là không có mặt, không bao giờ hỏi mấy chuyện này hết. Tại vì đối với họ dễ lắm. Nhưng mà tại người của mình còn cúng dỗ, còn đem mua chùa để, rồi còn này kia, cho nên mình lẫn quẩn với cái câu hỏi đó. Cô chôn hay thiêu hay rã gì cũng không ảnh hưởng gì vấn đề siêu có của cô hết. Cô siêu hay không là cái tâm thức của cô nó siêu. Pháp Hòa ví dụ, hiện tại đây mình đang thọ một cái thân xác đang hoạt động bình thường đây. Nhưng tâm hồn mình đang khổ đau triền miên và không thấy một chút gì hạnh phúc. Mình cũng đang luân hồi và ở địa ngục đó. Chứ không phải là đợi chết mới gọi là đọa hay là dính mắt gì đâu. Đâu phải chết mới dính mắt đâu. Ngay còn sống cũng dính mắt như thường. Ta nói câu dính còn nói đau buồn. Ta khen câu dính lời khen nó vui. Mình tưởng đâu là dính đó. Dính càng lâu thì càng khổ. Cho nên đâu phải đợi chết mới lưu luyến. Có nhiều người ta nói mình xong rồi, ta thấy mình một cái, ta đi về mất tiêu rồi. Người ta vẫn long lanh ánh mắt như thường. Còn mình là nhớ hoài cái cặp mắt thấy đó. Ta cũng chập luôn cái khổ đau vậy. Mình cũng dính mắt vậy. Chứ đâu phải đợi chết mới dính mắt đâu. Không. Cho nên á, đừng có ngại cái chuyện thiêu chôn gì hết. Bất quá là nếu nói cho rõ ràng theo thời đại bây giờ là cái nào rẻ tính cho nó. Có nhiều gia đình đó, người ta không có khả năng đi chôn. Một miếng đất rất là đắt mà chôn rồi phải tắm bia rồi đi thăm viếng thì người ta sợ rằng mai mốt con cái không làm chuyện đó nữa. Mình có thể làm đối với cha mẹ mình, nhưng chưa chắc cháu mình đã làm với ông bà. Hay là con mình cũng chưa chắc nó làm với mình. Cho nên các vị nó thôi, bây giờ thiêu thì nằm đó mà không ai hâm. Cho nên thôi thiêu. Bây giờ thiêu xong rồi thì làm sao đây? Thì có nhiều người ta mang về nhà. Hỏi đem về nhà có sao không? Không sao cả. Đừng có sợ gì hết. Đừng có sợ đem về nhà xui, rồi đem về nhà ảnh hưởng con cái làm ăn. Không có chuyện gì xảy ra hết. Cha mẹ mình đem về nhà, người thân mình đem nhà, không có gì hết. Đem vô chùa gửi, thì gửi chùa với tính cách là để nghe kinh này kia kia nọ. Nhưng cái chiều sâu của đem về chùa là gì? Để cho con cái có chỗ quay về. Mình để trong chùa, nó đi thăm mình thì cũng tạo cái duyên cho nó bước tới chùa, nó lễ Phật, nó kết duyên với Tam Bảo. Như vậy mình lấy một cái trống tro còn bỏ của mình đó để tạo một chút duyên cho con cháu của mình ở thế hệ tương lai. Mình nghĩ tới cái đó chứ không phải mình đem cái cốt mình về rồi mình lẩn quẩn trong cái cốt đó rồi mình nghe kinh mở nào hết điện nghe gì. Không có cái chuyện đó. Nhưng mà mình luôn luôn mình nghĩ mình
chết đi là xong rồi, nhưng mình nghĩ mình thương con cháu mình, làm sao cho nó có cái chỗ nó hướng về. Cho nên á, ở trong đạo Phật, nhất là Phật giáo Việt Nam, chúng ta kết hợp với cái văn hóa đạo đức truyền thống hiếu thảo của ông bà Việt Nam, mình lập cái bàn thờ Việt Nam, mình lập cái bàn thờ tổ tiên. Tại sao phải đặt cái bàn thờ đó? Để con cháu nó hướng về. Thí dụ như đó, con bàn thờ ông nội con đâu, nó biết cái hướng đó. Con bữa nay mà mẹ mới mua trái cây này đem lên cúng nội, nó hướng cái tâm nó vậy đó. Như vậy mình đặt cái vị trí đó để cái tâm nó hướng về. Ở nhà mình đặt bàn Phật để làm gì? Để làm cái định điểm. Định điểm mình hướng tâm mình về bàn Phật mỗi ngày. Cũng giống như tâm mình mà có Phật thì mình hướng Phật vô. Mình hướng tâm để về Phật. Mình lấy cái đấm tro, nghĩa là của mình đó, để tạo cái duyên cho con mình về chùa thôi. Bây giờ cô đem ra những cái chỗ Tây Tàu cô gửi cũng được nhé. Nhưng mà chỗ đó chỉ là một nghĩa trang. Còn cô gửi trong chùa là mình tạo cái duyên cho con mình, nhằm cái cớ nó đi về thăm mình và nó được đi chùa lễ Phật. Những dịp lễ hoặc nó nghe bài kinh, nghe bài pháp. Đó là tạo duyên. Cô hiểu ý không? Đừng có ngại vấn đề, nói cho tận cùng cái nào là lợi thì mình làm. Rồi, một thời gian sau, nếu ai mà người giữ cái cốt đó cảm thấy rằng sợ nay mai không còn ai lo nữa, là quý vị có thể quyết định rải. Rải gì không phải để mình không còn chỗ bám, để mình đừng lưu luyến, mà rải gì để tôi rảnh sạch tôi đi, tôi không bận lòng. Có nhiều người còn mồ mả ông bà ở Việt Nam, rồi bây giờ phải đi về bốc mộ thiêu rồi rải để chi yên lòng mình. Về bên này mình có ra đi cũng không có bận tâm, tại mình là người Việt Nam sống nặng tình nặng nghĩa với ông bà tổ tiên lắm. Nó mồ mả nằm đó mỗi năm phải đi thăm, không đi thăm mình thấy khó chịu. Còn mấy người ta không có đó, ta có gì đâu khó chịu, ngược lại đi thăm hoài mới khó chịu. Đó là mình nói thực tế trong cuộc sống. Cho nên đây là cái vấn đề giải quyết, chứ không phải không ảnh hưởng gì vấn đề. Còn cô thí dụ mình có siêu thoát hay không, do cái tâm tư của mình mỗi ngày. Hiện tại mình sống nè. Cho nên đại chúng nhớ là đừng đợi tới chết cầu giải thoát, mà mình phải giải thoát ngay khi mình còn tỉnh táo nè. Đủ trí tuệ, đủ năng lực để tự giải thoát cho mình. Đừng dướng mắt dính bận những cái chuyện xung quanh. Người ta nói xong, người ta hạnh phúc, ta đi về, mình ôm câu nói đó, giận 10 năm cũng có một câu à. Mà ăn ngàn tô phở sao nó tiêu hết trơn, mà có một câu nói nó nặng mình tới bây giờ. Thí dụ vậy. Cho nên nhớ đừng đợi tới chết mới cầu giải thoát. Cho nên đừng có đợi chết mới cầu siêu. Ngay hàng ngày mình phải cầu cho mình siêu. Siêu cái gì? Siêu cái phiền não. Mà người nào siêu phiền não thì nhất định sẽ được an. Cho nên cầu an, cầu siêu chỉ là một thôi, chứ không có hai. Không phải cầu siêu cho người chết mà cầu an cho người sống. Ngay khi mình còn sống mà tâm không siêu thoát được phiền não thì bất an tới rần rần. Cho nên thầy mà có lỡ đọc tên mình lộn với danh sách cầu siêu cũng cảm ơn thầy. Hôm nay thầy tụng hay quá. Thầy cầu cho con siêu phiền não để con được an. Mà thật tình là như vậy. Người không có siêu phiền não làm sao an nổi. Thấy không? Cho nên đại chúng nhẹ nhàng chuyện đó. Dặn các con cái nào tiện thì con cứ làm. Nếu không thì mình quy định sẵn đi. Mình ghi những gì mình muốn đi, nhưng mà nhớ nói những gì mà trong khả năng con cái của mình. Đừng có đặt vấn đề là phải đem má về quê hương để nguyên xác đem về, tốn kém lắm. Có nhiều vị cũng muốn đưa cả đi chi vậy, cực khổ. Gửi cái từ điển. Bây giờ cũng ngồi con hiểu được chưa đó ha. Giải quý vị cũng nhân câu hỏi này, mình cũng giải cởi mở cho các bạn.